Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt, chương 1221, Người đi ngươi lên. Diệp Tư, người có những biện pháp khác liên hệ sở các chủ sao? Tống Thư Hàng ở trong lòng hỏi. Lần này Diệp Tư không có trả lời hắn, nàng còn tại độ tâm ma kiếp, không có khả năng một mực đem lực chú ý khuếch tán ra tới. Chẳng lẽ muốn đem chọn cái bích thủy các lật mấy lần? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài có hay không tín hiệu loại hình, có lẽ tán đạo nhân có phát hiện manh mối. Hắn đối tán đạo nhân không có ôm cái gì chờ đợi, có tín hiệu tốt nhất, không tín hiệu cũng không trở thành thất vọng. Bên ngoài bích thủy các vẫn là như cũ, tất cả đệ tử ánh mắt đờ đấn, không nhúc nhích, bích thủy các bầu trời cái kia vòng xoáy đổ sụp biến lớn hơn chút. Tống Thư Hàng suy tư chốc lát nói, đi, Chúng ta hướng cái kia dòng xoáy đổ sụp đối ứng bích thủy các vị trí nhìn xem, nói không chừng sở các chủ ở vào dị biến vị trí trung tâm. Hắn tế lên vô hình đao cổ, từ trong cửa sổ xuyên thẳng qua ra ngoài. Công nước xà Mỹ nhân cưỡi xí bàng phi kinh, theo sát phía sau. Ngay tại tống thư hàng từ trong cửa sổ càng ra trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này là không gian di động. Sở các chủ vân chung các cửa sổ là không gian chi môn hay sao? nhưng trước đó bùn đen từ cửa sổ thoát đi đều không có phát sinh dị trạng. Tống Thư Hàng nhìn về phía bích thủy các bầu trời, trên đó vòng xoáy cùng đổ sụp biến mất, thay vào đó là một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời, nhìn qua sương mù rất nghiêm trọng. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời, có 5 viên lớn nhỏ không đều vệ tinh. Tống Thư Hàng Audio điện tử võ tấn bền ngẩng đầu một cái tùy tiện liền có thể nhìn thấy 5 viên mặt trăng, nơi này đến cùng có bao nhiêu khỏa mặt trăng. Yêu tu nếu như ở chỗ này tu luyện, nhất định rất hạnh phúc đi. Dù sao, Nguyệt Quang bên trong tựa hồ mang theo kỳ quái lực lượng, có thể bị yêu tu hấp thu, tăng cường thực lực. Đồng thời, Tống Thư Hàng chỉ cần kết hợp lông trắng trước đó khẩu cung, liền có thể đoán ra nguyên nhân. Toàn bộ bích thủy các bị mang đi, mục đích hẳn là thú giới, chư thiên vạn giới bên trong một giới. Tống thư hàng bản thân đối, chư thiên vạn giới, khái niệm cũng không phải là quá sáng tỏ, hắn không biết thú giới, đến cùng là trong vũ trụ nào đó khỏa hành tinh, lại hoặc là cùng loại dị không gian, loại hình thế giới. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nơi này khoảng cách địa cầu khẳng định rất rất xa. Lấy hắn tứ phẩm ngự kiếm phi hành tốc độ, bay cả một đời khả năng đều không về được địa cầu. Hao tổn tâm trí, không biết sở các chủ bên kia tình huống đến cùng như thế nào lấy sở các chủ cửu phẩm kiếp tiên thực lực, coi như đánh không lại, chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Nhưng cân nhắc đến tính cách của nàng, nói không chừng nàng sẽ tử thủ bích thủy các. Nàng đã đã mất đi một lần bích thủy các, khẳng định không nguyện ý lại mất đi lần thứ hai. Sau đó làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Một lát sau, về trước thời gian thành, hắn tâm ám đạo. Đã toàn bộ bích thủy các bị chuyển di, vậy hắn trước tiên cần phải đến thời gian thành, đem sở sở cùng Lý Âm Trúc nhận lấy, lại đem các nàng chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới, an toàn đệ nhất. Tống thư hàng ngự đao, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về thời gian thành. Lúc này, chứng sợ độ cao, sợ tốc độ chứng đều trước thả một chút. Trên đường đi, ngoại trừ vẫn như cô ánh mắt mê ly bích thủy các đệ tử bên ngoài. Tống Thư Hàng cũng không có nhìn thấy, lông trắng, đồng bạn. Rất nhanh hắn về tới thời gian thành lối vào vị trí. Nhưng nguyên bản cửa vào chỗ, lại thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Bên cạnh, tán đạo nhân một mặt vẻ mờ mịt. Thời gian thành đâu, Tống Thư Hàng đáp xuống bên cạnh hắn, vội vàng hỏi. Đạo hữu người tốt, người là. Tán đạo nhân nhìn qua Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi, hắn lại đem Tống Thư Hàng quên đi. Tống Thư Hàng vội vàng nói, đừng lãng phí thời gian, thừa dịp ngươi còn không có quên, nói cho ta biết trước thời gian thành sự, miễn cho ngươi vừa quay đầu lại quên đi. Ta cũng không biết, ta nhớ được bản thân là muốn đến thời gian thành tìm đến sở các chủ, nhưng khi ta đi vào thời gian bên cạnh thành thượng thời điểm, đột nhiên dịch chuyển không gian, thời gian thành cứ như vậy biến mất không thấy. Tán đạo nhân trả lời. Sau đó hắn nhìn về phía Tống thư hàng, ngài, ngài là bá tống huyền thánh. Rất vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, đối ngài biết sở các chủ ở đâu sao? Tống thư hàng thở dài, ta cũng đang tìm nàng. Dạng này a, à, vậy chúng ta cùng một chỗ tìm nàng đi. Tán đạo nhân gật đầu nói. Tống thư hàng nhìn qua nguyên thời gian thành vị trí. Xem ra, thời gian thành bởi vì nó tính đặc thù, không có bị lông trắng đồng bạn bọn hắn chuyển di thủ đoạn chuyển di tới. Thời gian thành còn lưu tại hiện thế trong vũ trụ. Nếu như chuyển di, bích thủy các kiếp tiên đại năng không có phát hiện, thời gian thành cái kia sở sở cùng lý âm trúc hẳn là an toàn. Hy vọng hai người bọn họ cái có thể bình an vô sự. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, tuyển hạng lại trở về khởi điểm, trước đem sở các chủ tìm tới. Cửu phẩm kiếp tiên cấp chiến đấu, hắn không cách nào nhúng tay. Bất quá xong, nếu đem, bình thiên quan, cho công nước xả mỹ nhân đeo lên, liền có thể trợ sở các chủ một chút sức lực. Ba tống tiền bối, có người tới, kẻ đến không thiện, trên người bọn họ mang theo ác ý. Bên cạnh, tán đạo nhân lên tiếng nói. Ở đâu, tống thư hàng đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí thức gì. Tại chúng ta vị trí 6 giờ phương hướng, tới chỉ là mấy vị lục phẩm chân quân, còn có một vị thất phẩm tôn giả, cùng 10 cái ngũ phẩm linh hoàng, không phải bá tống tiền bối đối thủ của ngài. Bá tống tiền bối, diệt bọn hắn đi." Tán đạo nhân lòng tin người phần nói. "Tống thư hàng, 10 cái ngũ phẩm cộng mấy cái lục phẩm cộng một cái thất phẩm, đủ để đem hắn diệt thượng nhiều lần. Coi như hắn có thể mượn xích tiêu kiếm thi triển, phần thiên hỏa diễm đao đó cũng là có lần số hạn chế dùng qua mấy phát phía sau địch nhân nếu là không chết hắn nhất định phải chết bình thiên quan cộng công nước xà mỹ nhân thuộc về bảo mệnh át chủ bài tùy tiện không sử dụng người đi người lên tống thư hàng đạo ta ta không được a à, mặc dù ta ngay cả mình là cảnh giới gì đều quên nhưng ta có thể khẳng định bản thân đánh không lại nhiều như vậy địch nhân tán đạo nhân trả lời bá tống tiền bối vẫn là ngươi ra tay đi Tống Thư Hàng, rút lui. suốt lời, hắn gọn gàng tế lên bảo đao phách toái, hướng nơi xa vào tới. Tán đạo nhân nhấc lên dù, hắn mặt dù nhanh chóng xoay tròn, liền cùng máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng, mang theo hắn cất cánh. Bá Tống tiền bối, chúng ta vì sao phải trốn? Hắn rất không vội. Tống Thư Hàng, ta cho người biết, ta đánh không lại bọn hắn, người tin không? Làm sao có thể, bá Tống tiền bối lấy ngài bát phẩm cảnh giới, vừa ra tay liền có thể chụp chết bọn hắn. Tán đạo nhân trả lời, "Tống thư hàng thở dài, cho nên a, à, ta nói thật ngươi lại không tin. Muốn để ngươi tin tưởng, ta còn phải biên một cái hoàn mỹ hoang ngôn để ngươi tin phục. Càng quan trọng hơn là, ta thật vất vả biên ra một cái hoang ngôn để ngươi có một cái hài lòng đáp án phía sau qua không được bao lâu, ngươi vừa quay đầu liền quên đi. Ta nhiều mệt mỏi." Tán đạo nhân, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng ta cảm giác bá tống tiền bối ngài giảng hảo có đạo lý. Tống thư hàng cùng tán đạo nhân hướng về phía trước một đường bay tán loạn. Rất nhanh, liền đã tới Bích Thủy Các biên giới, một mảnh dược điền chỗ. Nguyên bản nơi này có mấy tầng phức tạp phòng ngự trận pháp thủ hộ, bất quá bây giờ bởi vì toàn bộ Bích Thủy Các bị chuyển di nguyên nhân, phòng ngự trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Tống thư hàng ngựa đao, trực tiếp bước ra, Bích Thủy Các phạm vi nhưng tán đạo nhân lại đột nhiên ngừng lại. Bá tống tiền bối, ta, không cách nào rời đi bích thủy các, tán đạo nhân ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tống thư hàng có chút dừng lại, xoay đầu lại, nhìn về phía hắn. Tán đạo nhân, cũng là sở các chủ, chân thực huyến tượng, một bộ phận. Cho nên, hắn không cách nào rời đi bích thủy các. Trước đó, toàn bộ bích thủy các đệ tử cũng không thể động, tán đạo nhân lại không bị ảnh hưởng, Tống Thư Hàng còn tưởng rằng hắn có lẽ không phải chân thực huyến tượng, một bộ phận. Hắn có lẽ là bích thủy các bên trong một cái tương đối đặc thù cá thể đi. Ký ức rất kém cỏi, không ngừng quá khứ đã quên hết thảy, hắn tồn tại có cái gì đặc thù ý nghĩa. Không tốt, những người kia lại đuổi tới. Ba Tống tiền bối người đi trước, ta tìm một chỗ giấu đi. Tán đạo nhân đối Tống Thư Hàng kêu lên. suốt lời, không đợi Tống Thư Hàng đáp lại, hắn đã hướng một phương hướng khác bay tán loạn mà đi chỉ thấy hắn thuần thuộc tại bích thủy các bên trong xuyên qua mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa mà cùng một thời gian nơi xa có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía tống thư hàng lướt đến cầm đầu một cái kia trên người tản ra thất phẩm tôn giả cấp khí tức đầu hắn sinh một chiếc sừng quanh thân có hồ quang điện nhảy vọt ở bên cạnh hắn có một đoàn nhỏ bùn đen cuồn cuộn lấy chính là trước đó tại vân trung các bên trong đoàn kia bùn đen Hắn chạy trốn phía sau lập tức liền đem bá tống huyền thánh tin tức truyền, cáo cho vị này độc giác tôn giả. Độc giác tôn giả lập tức dẫn người dọc theo tống thư hàng lưu lại khí tức, truy kích tới. Xa xa nhìn thấy tống thư hàng, độc giác tôn giả nhãn tình sáng lên, quả nhiên là bá tống huyền thánh, không sai được. Quá tuyệt vời, có thể gặp được vị này bá tống huyền thánh, là thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ cần hắn có thể kéo lại bá tống huyền thánh một lát, không cho hắn thoát đi một hồi phía sau lão tổ liền có thể sắp xếp cẩn thận bích thủy các, rút tay ra ngoài. Đến lúc, lão tổ liền sẽ giúp hắn đem vị này nhân loại tân tấn bát phẩm huyền thánh cầm xuống, cung cấp hắn luyện công, hấp thụ tinh huyết, thậm chí có thể trở thành hắn đỉnh lô. Hắn có một loại trực giác, vị này tân tấn nhân loại huyền thánh, chính là hắn trùng kích bát phẩm thời cơ. Tống Thư Hàng bị đuổi kịp. Xích tiêu kiếm, lấy thực lực của ngươi, bị thất phẩm tôn giả đuổi kịp không phải chuyện rất bình thường sao không cần suy nghĩ nhiều lấy người ngự đao tốc độ phi hành khẳng định trốn không thoát đến phiên ta đăng tràng lên đi đối phương cử phẩm kiếp tiên còn không có hiện thân không cần sợ thật sự không đi chúng ta còn có thể trốn người bên trong không gian kia đi xích tiêu kiếm lộ vẻ rất hưng phấn bởi vì tống thư hàng sử dụng nó hắn liền có thể từ công nước xà mỹ nhân trong bụng đi ra canh chừng một đoạn thời gian ta chỉ là một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ, liền không thể cho ta đến mấy cái bình thường điểm đối thủ sao? Tống Thư Hàng thở dài. Sau đó, chân hắn đạp trên vô hình đao cổ, quay người đối mặt cái kia thất phẩm tôn giả cùng phía sau mấy vị lục phẩm chân quân, ngũ phẩm linh hoàng. Nếu không phải hắn tâm lý tố chất tương đối cường đại, phổ thông tứ phẩm tu sĩ nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân, chân đều sẽ mềm. Thanh ấn hiển hiện, chậm rãi phủ sau lưng hắn, vì hắn xoát thượng từng tầng từng tầng uy nghiêm. Lúc cần thiết, Tống Thư Hàng còn có thể vì thời điều động thành ấn, pháp lệnh lực lượng. Độc giác tôn giả không dám xem thường Tống Thư Hàng, hắn vung tay lên một cái, sau lưng mang tới cấp dưới kết thành đại trận. Mục đích của hắn chỉ là ngăn chặn Tống Thư Hàng, kiên trì lập tức là thắng lợi. Tống Thư Hàng đưa tay, mò về công đức xà mỹ nhân. Chương 1222: Ta thế nhưng là tùy thân mang theo tiểu thế giới nam nhân. Tại đưa tay mò về công đức xà mỹ nhân thời điểm, Tống Thư Hàng trong lòng đều đã trải qua làm xong nghe nhiệt huyết bối cảnh âm nhạc vang lên, cùng rút ra xích tiêu kiếm chuẩn bị. Bất quá lần này, bối cảnh âm nhạc không có vang lên. Đến sử dụng ta đi, Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm cái kia phóng khoáng thanh âm vang lên. Công đức xà mỹ nhân môi đỏ khẽ mở, đem xích tiêu kiếm từ trong miệng phun ra. Sau đó nàng đưa tay tiếp được xích tiêu kiếm, đem hắn đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng, lần này biến mô thức không biết có phải hay không ảo giác, hôm nay công đức xà mỹ nhân biến căng thẳng rất nhiều. Không có bối cảnh âm nhạc, cũng không có như lần trước như thế, muốn hắn phối hợp với sử dụng muội trung kiếm. Hết thảy cải biến, tựa hồ cũng là từ trình lâm phụ thân trên người Diệp Tư sau bắt đầu. Rụt rè điểm mới tốt, dạng này nàng liền sẽ không đột nhiên, a, a a a a, kêu, sau đó ngã xuống đất giả chết. Cũng sẽ không đột nhiên làm ra một số khiến người ta cảm thấy lúng túng sự tiếp nhận xích tiêu kiếm, tống thư hàng trên người khí thế liên tục tăng lên. Xích tiêu kiếm tiền bối, hôm nay chúng ta có thể sử dụng mấy lần phần thiên hỏa diễm đao. Tống thư hàng hỏi, người bây giờ thân thể là hóa lỏng trạng thái, ta cũng vô pháp xác định người bây giờ thân thể có thể tiếp nhận bao nhiêu lần phần thiên hỏa diễm đao áp lực. Trước thử một phát, thu thập điểm số liệu, xích tiêu kiếm hưng phấn nói. Bát phẩm vẫn là cửu phẩm, Tống Thư Hàng hỏi, tới trước bát phẩm đỉnh phong cấp bậc, cửu phẩm áp lực quá lớn, vạn nhất người bây giờ thân thể không chịu nổi, liền phiền toái. Xích tiêu kiếm đề nghị. Thành, tống thư hàng cổ tay chuyển một cái, đao ý ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng hất lên xích tiêu kiếm, liền có hỏa diễm thôn vệ thân kiếm, đao khí tung hoành. Đối diện, độc giác tôn giả nhìn thấy tống thư hàng dừng thân chuẩn bị xuất thủ hình ảnh lúc, trong lòng vui vẻ nếu như vị này bá tống huyền thánh không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy lời nói, đám người bọn họ thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Nhưng bây giờ, bá Tống Huyền Thánh đã dừng lại xuất thủ, là hắn có thể ngăn chặn đối phương. Thời gian trì hoãn càng lâu càng tốt. Chỉ chờ hắn nhà lão tổ rút tay ra ngoài, chính là bá Tống Huyền Thánh thụ bắt được thời điểm. Cẩn thận, bá Tống Huyền Thánh muốn công đến đây. Hắn một chiêu này kiếm pháp huy lực kinh người, trong đó đao ý tung hoành, không nên bị đao khí hỏa diễm làm bị thương độc giác tôn giả trầm giọng nói nhưng vừa dứt lời chính hắn đều cảm giác cổ quái kiếm pháp đao ý bá tống huyền thánh cầm chính là kiếm đùa nghịch lại là đao ý đây chính là lấy kiếm dùng đao chiêu cảnh giới đang khi nói chuyện tống thư hàng giơ kiếm phần thiên hỏa diễm đao chém ra quanh lửa cháy hừng hực từ xích tiêu kiếm thượng tăng vọt ngọn lửa này bên trong ẩn chứa phần thiên trừ hải thiêu tẫn vạn vật khí thế hỏa diễm lan tràn ra, đem Tống Thư Hàng thân hình bao khỏa. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, mặt đất khô nứt, thủy khí bốc hơi, cỏ cây héo úa, phảng phất ngày tận thế tới. Cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Theo Tống Thư Hàng chậm rãi giờ kiếm, hỏa diễm thiêu đốt mạnh hơn, cả vùng không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Đại chiêu tụ lực thời gian hơi dài, không có cách, dù sao hắn là mượn, xích tiêu kiếm, đang sử dụng, phần thiên hỏa diễm đao, không có khả năng như chính mình xuất đao đồng dạng mau lẹ. Đối diện, độc giác tôn giả cùng hắn hậu phương những cái kia thú tu, bờ môi khô nứt, thể nội trình độ tựa hồ cũng bị lược đoạt. Thậm chí bọn hắn cảm giác mình linh lực trong cơ thể, đều muốn bị dẫn đốt. Cái này đau ý, ngọn lửa này cảnh giới, không giống như là bát phẩm huyền thánh cấp bậc, ngược lại giống như là cửu phẩm kiếp tiên đang xuất thủ. Độc giác tôn giả cùng phía sau hắn một đám năm, Sáu phẩm thú tu, ánh mắt biến càng ngưng trọng lên. Ngăn không được, loại uy lực này đao pháp, chúng ta đại trận không phải là đối thủ. Tôn giả, một chiêu này chúng ta không thể ngạnh kháng. Một vị mọc ra đôi sói lục phẩm chân quân thú tu trầm giọng nói. Độc giác tôn giả, thiên niên đệ nhất thánh, quả nhiên không tầm thường. Các ngươi rút lui trước, trước đó kết đại trận vô dụng, cái kia có thể chống đỡ được phổ thông bát phẩm huyền thánh công kích đại trận đối mặt thiên niên đệ nhất thánh phần thiên nhất đao không có chút ý nghĩa nào nhưng độc giác tôn giả rút lui chữ vừa mới xuất khẩu phần thiên hỏa diễm đao đã chạm tại trước mặt bọn hắn đại chiêu tụ lực thời gian dài cũng không đại biểu cho chém ra đi tốc độ hội chậm kiếm khởi kiếm lạc phần thiên hỏa diễm đao đao diễm hóa thành biển lửa bao lại độc giác tôn giả cùng phía sau hắn thú tu giờ khắc này độc giác tôn giả cùng phía sau hắn thú tu trong mắt ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. A a a hai vị ngũ phẩm thú tu trên người dính đến hỏa diễm, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, thần hình câu lai. Hai người này chỉ là kiếp nổ, biển lửa tụ lại, lại có bốn vị ngũ phẩm thú tu, đạp vào trở thành cho tàn không đường về. Theo sát ta, độc giác tôn giả hét lớn một tiếng. Nháy mắt tổn thất sáu vị ngũ phẩm linh hoàng, tổn thất này đủ để cho bất kỳ môn phái nào đau lòng. Còn sót lại ngũ phẩm, lục phẩm thú tu ngưng tụ tại độc giác tôn giả bên người. Chỉ thấy hắn dùng sức gánh nát một chiếc nhẫn. Vỡ vụn chiếc nhẫn mảnh vỡ lơ lửng, ở bên cạnh hắn ngưng tụ làm đen kịt phù văn. Sau đó phù văn chủ động đón lấy cái kia già thiên cái địa hỏa diễm. Hỏa diễm cùng phù văn tiếp xúc, song phương cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là dập tắt, mà là bị dịch chuyển không gian. Đây là độc giác tôn giả lão tổ vì hắn luyện chế bảo mệnh chi vật vô cùng chân quý, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Độc giác tôn giả đang dùng rơi nó thời điểm, đau lòng như đau rào. Ta không nên như vậy vội vã ra mặt, rõ ràng chỉ cần âm thầm khóa chặt vị này bá tống huyền thánh, chờ lão tổ đi ra, lại từ lão tổ xuất thủ bắt đối phương. Độc giác tôn giả trong lòng hối hận, tổn thất nặng nề, cho nên nhất định phải có thu hoạch. Độc giác tôn giả ánh mắt ngưng tụ ngoại trừ chính diện kéo dài bá tống huyền thánh bên ngoài, hắn còn bố trí một số đến tiếp sau thủ đoạn. Hiện tại, hắn bày ra ám thủ rốt cục đạt đến chỉ định vị trí. Độc giác tôn giả tay phải âm thầm làm thủ thế. Công kích. Đối diện, tống thư hàng thân thể có chút mềm hóa dấu hiệu. Xích tiêu kiếm, sách, cùng ta đoán đồng giảng, người hóa lỏng trạng thái quả nhiên không chịu đựng nổi, hỏa diếm, nhiệt độ cao, loại hình trạng thái. Đoán chừng lại đến hai phát bát phẩm cấp, phần thiên hỏa diễm đao, người hóa lỏng thân thể liền sẽ không chịu nổi. Tống Thư Hàng, có tốt cũng có hỏng, trên thế giới tổng là rất khó tìm tới lưỡng toàn tề Mỹ chi vật. Lại nói, vừa rồi chúng ta phần thiên hỏa diễm đao làm sao biến mất. Trong tay đối phương có kiếp tiên luyện chế bảo mệnh chi vật, ta vừa rồi cảm ứng được không gian ba động, lập tức liền đem phần thiên hỏa diễm đao cho rời đi. Luyện chế cái này bảo mệnh chi vật kiếp tiên, đoán chừng là sở trường không gian hệ gia hỏa. Xích tiêu kiếm đáp, vậy chúng ta lại đến một đao, xem hắn còn có hay không càng nhiều bảo mệnh chi vật. Tống thư hàng cổ tay lại là nhất chuyển. Lửa cháy hừng hực lần nữa từ xích tiêu kiếm thượng thiêu đốt mà lên nếu như đối phương trên người tràn đầy kiếp tiên bảo mệnh chi vật, hắn liền nhận. Đúng lúc này, nơi xa, có vài chục căn bén nhọn chi vật phá không mà đến, từ đỉnh đầu hướng về tống thư hàng. Cẩn thận, xích tiêu kiếm nhắc nhở. Công đức xà mỹ nhân thả người nhảy lên, kỵ cá voi bay lên, trong tay nàng tế ra một cây huyết cốt, vung mạnh hướng những cái kia bén nhọn chi vật, không ngừng đưa chúng nó đánh bay. Đằng sau còn có, chú ý, xích tiêu kiếm lại nói. Lại là một đợt hơn 10 cây bén nhọn chi vật, đâm về tống thư hàng. Công đức xà mỹ nhân vội vàng cướp về. Nhưng nàng chậm một bước, nhóm thứ hai bén nhọn chi vật so nhóm đầu tiên phải nhanh hơn rất nhiều, nàng còn chưa kịp tới rút về, bén nhọn chi vật đã quấn tới tống thư hàng trước mặt những thứ này thuần bạo phát tốc độ đã đạt tới lục phẩm cấp bậc tống thư hàng bản thân chỉ là tứ phẩm tu sĩ cho dù có xích tiêu kiếm nhắc nhở muốn dựa vào thân thể phản ứng cũng tránh không khỏi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tống thư hàng đem chính mình kéo vào đến hạch tâm thế giới ta thế nhưng là tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới nam nhân làm sao có thể bị các người tùy tiện đánh lén thành công tống thư hàng cười ha hà nói xích tiêu kiếm xem trước một chút bụng của người thượng đâm ra tới là cái gì rồi nói sau tống thư hàng cúi đầu liền phát hiện có một bén nhọn kim trúc đầu đâm thủng bản thân có bụng cái đồ chơi này cắm ở bụng hắn bên trên tự mang cường lực trào phúng kỹ năng bất quá bởi vì tống thư hàng hiện tại thân thể là hóa lỏng trạng thái căn này kim trúc đầu thọt tới cũng không thương không ngứa lúc nào ta bị đâm bên trong tống thư hàng nghi ngờ nói xích tiêu kiếm tại người tiến hành dịch chuyển không gian trước trong nháy mắt có một cây kim trúc đầu đột nhiên ra tốc đâm xuyên bụng của ngươi đoán chừng đây cũng là một loại tinh diệu ném mâu thủ pháp mang tới hiệu quả phản ứng của ngươi tốc độ quá chậm tống thư hàng vọng thiên nhờ có thân thể của hắn là hóa lỏng trạng thái nếu không liền muốn bi kịch quay đầu muốn cho diệt phượng tiền bối bao cái đại hồng bao cho dù có hạch tâm thế giới làm hậu thuẫn ta cũng nhất định phải bảo trì tuyệt đối cảnh giác Tống Thư Hàng ám đạo, không phải mỗi một lần đều có thể cùng hôm nay đồng dạng may mắn, vừa vẫn duy trì hóa lỏng trạng thái. Hạch Tâm thế giới bên ngoài, tại Tống Thư Hàng trong nháy mắt tiến vào Hạch Tâm thế giới lúc, nguyên địa còn giữ một cái thiêu đốt lên tàn ảnh, đó là Tống Thư Hàng chuẩn bị lần thứ hai thi triển phần Thiên hỏa diễm đao lúc hỏa diễm lưu lại huyễn tượng nhất thời nửa khắc không có tiêu tán, tại độc giác tôn giả bọn người xem ra đợt thứ hai mười một cây bén nhọn chi vật, toàn bộ chúng đích, đem, bá tống huyền thánh, đâm thành con nhím. Độc giác tôn giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà toàn bộ chúng đích, hắn vốn cho là mình bố trí tới ám thủ, nhiều nhất chúng đích một lượng căn, không nghĩ tới vậy mà mười một cây đều trúng. Càng bất khả tư nghị chính là, vị này bá tống huyền thánh trên người phòng ngự vậy mà như thế yếu ớt, vì tiện liền bị đâm thấu nếu không phải trước đó một đao kia hỏa diễm đao kém chút để độc giác tôn giả toàn thể bổ nhào, hắn đều muốn hoài nghi vị này bá tống huyền thánh có phải hay không hàng lờm. Xem ra, vị này bá tống huyền thánh đối với chúng ta thú giới đặc sản hoàn toàn không biết gì cả. Độc giác tôn giả ám đạo. Những này bén nhọn chi vật, là thú giới đặc sản, được xưng là vạn thú võ cương, đồ vật, là thú giới đã biết cứng rắn nhất kim trúc. Bọn chúng cứng rắn đến ngoan cố trình độ, Cửu phẩm trở xuống tồn tại căn bản là không có cách luyện chế bọn chúng. Mà cửu phẩm trở lên tu sĩ cũng rất ít sử dụng bọn chúng. Bởi vì bọn chúng không tiếp thụ bất luận cái gì năng lượng thông qua, bất kể là chân khí, linh lực, huyền năng, cho dù là bám vào bọn chúng mặt ngoài đều làm không được. Cho nên, cửu phẩm trở lên thú tu phần lớn cũng chỉ là dùng bọn chúng chế tác một điểm pháp khí tiểu bộ kiện loại hình. Ngay cả như vậy, cũng không ít thú tu ưa thích bọn chúng mặc dù không cách nào được luyện chế, nhưng đại bộ phận vạn thú võ cương bị khai thác đi ra lúc, đều là lấy gai nhọn hình dáng hình thái tồn tại. Nếu như dùng man lực đưa chúng nó ném ra lời nói, cứng rắn vô cùng, vạn thú võ cương có thể tạo được rất khủng bố lực sát thương. chương 1223, kỳ thật ta là chỉ sliding. Lại thêm, vạn thú võ cương, bài xích hết thảy, chân khí, linh lực, huyền năng, đặc điểm. Cho nên bọn chúng trời sinh liền tự mang nhất định phá phòng thuộc tính chỉ cần dùng man lực ném ra, liền có thể đưa đến phá phòng pháp thuật hiệu quả, đối với man lực nhiều đến không chỗ làm thú tu tới nói, cái đồ chơi này tiện tay gấp. Độc giác tôn giả cũng không có trông cậy vào những vật này có thể trọng thương bá tống huyền thánh. Đây chỉ là hắn chuẩn bị đợt công kích thứ nhất, phải dùng những này, vạn thú võ cương, đến sò xét bá tống huyền thánh phòng ngự cường độ, chỉ cần có thể trúng đích một lượng căn, làm cho đối phương hộ thể phòng ngự yếu bớt một số là được. Không nghĩ tới, Tham dò hình công kích trực tiếp đem bá tống huyền thánh đâm thành con nhím. Không đúng, Tôn giả, đây là tàn ảnh, bá tống huyền thánh chân thân không ở nơi đó. Lúc này, cái kia đuôi sói lục phẩm thú tu kêu lên. Độc giác Tôn giả trong lòng giật mình. Hắn nhìn kỹ, quả nhiên là tàn ảnh. Thiên niên đệ nhất thánh, quả nhiên vẫn là thiên niên đệ nhất thánh. Hắn ở đâu?" Độc giác Tôn giả kêu lên. "Không biết, liền phảng phất hư không tiêu thất." nhưng hắn khẳng định còn tại phụ cận, hắn cụ hiện hóa công đức chi quang còn ở nơi này. Đuôi sói thú tu trầm giọng nói, muốn hay không trước giết hắn công đức chi quang, có người đề nghị, độc giác tôn giả, diệt cái rắm công đức chi quang coi như bị bạo thành phấn vụn, chỉ cần chủ nhân bất tử, một hồi lại có thể khôi phục. Tìm ra bá tống huyền thánh, đừng để hắn chạy. Hắn cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở công đức chi quang bên trên. Nhưng có đôi khi, người càng là muốn tránh đi đồ vật thì càng tránh không khỏi trên bầu trời công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu nhìn độc giác tôn giả một chút một lát nàng rơi vào trầm tư lại nói tiếp trong ánh mắt của nàng hiển hiện, hiện lóe sáng quang mang loại này quang mang tên là tham muốn giữ lấy nàng đưa tay đang dưới chướng xí bàng phi kình trên người một phách xí bàng phi kình há miệng đem lông trắng cho phun ra lạch cạch đáng thương lông trắng phảng phất rác rưởi đồng dạng bị nhổ đến một bên hắn bị ném bỏ công đức xà mỹ nhân tìm được một cái tốt hơn vật thay thế công đức xà mỹ nhân một mực tiếp cận độc giác tôn giả phi kinh vỗ nó cánh nhỏ mang theo công đức xà mỹ nhân phát khởi công kích trông thấy sau đó chinh phục cuối cùng thu lấy chiến lợi phẩm đây chính là xà mỹ nhân hiện tại ý nghĩ nàng hướng chúng ta đến đây là bá tống huyền thánh tại khống chế từ xa lấy nàng. Sử dụng bất tử công đức chi quang tiến hành công kích, bản thân giấu ở phía sau màn, hèn hạ. Diệt nàng, độc giác tôn giả nghiến răng nghiến lợi nói. Hạch tâm thế giới bên trong, Tống thư Hàng xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân, hiểu rõ biến hóa của ngoại giới. Tiên tử tựa hồ tìm được món đồ chơi mới, xích tiêu kiếm đạo. Tống thư Hàng, tiếp xuống làm sao bây giờ? lại muốn ra ngoài chặt một đao sao thân thể của ngươi còn có thể lại tiếp nhận một đao áp lực xích tiêu kiếm hỏi tống thư hàng trầm tư một lát hỏi xích tiêu kiếm tiền bối nếu như không quan tâm ta phối hợp ngươi có thể chém ra bao nhiêu đao ngươi muốn cho ta một mình ra ngoài chém người xích tiêu kiếm dùng sức lắc lư không làm nếu như không ai phối hợp ta chém ra một kiếm liền muốn thời gian rất lâu khôi phục được không bù mất cái kia chúng ta đi tìm giúp đỡ Tống Thư Hàng đạo: Xích Tiêu kiếm, ai? Quy Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói, Quy Tiền Bối cũng là cửu phẩm động tiên cấp tồn tại, mặc dù bị đại đế phong ấn cảnh giới, nhưng đánh cái thất phẩm tôn giả cũng không có vấn đề. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, chuyển rời đến Đông Chi Điện, Quy Tiền Bối bên người. Đại Hải Quy này lúc còn nằm sấp đang nghỉ ngơi. Quy Tiền Bối, muốn hay không ra ngoài hoạt động một chút? Tống Thư Hàng đạo: Đại Hải Quy, không cần có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Tống Thư Hàng, kỳ thật, bên ngoài có người muốn chém ta, quy tiền bối muốn hay không ra ngoài nhìn một cái, nhìn bọn họ không vừa mắt lời nói liền đánh bọn hắn một trận. Đại Hải Quy khóe miệng co giật, nhìn Tống Thư Hàng một chút, người bộ dáng này, để cho ta nhớ tới đại đế hồ bằng cầu hữu Tống đầu gỗ. Tên kia cũng là dạng này, mỗi lần ở bên ngoài bị người chặt, hội chạy tới tìm đại đế trợ quyền. Tống Thư Hàng, ngươi cũng biết ta hiện tại cảnh giới thụ phong, giúp ngươi đánh người coi như xong, nhưng ta có thể cho ngươi mượn một kiện bảo bối. Có món kia bảo bối tại, liền xem như thất phẩm tôn giả, cũng rất khó xúc phạm tới ngươi. Đại Hải Quy mỉm cười, vì gạt ra cái nụ cười này thật sự là làm khó nó rùa mặt. Tống thư hàng, bảo bối gì? Phòng Ngự hệ đại bảo bối, dứt lời, Đại Hải Quy từ bản thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái to lớn mai rùa đây là ta lúc tuổi còn trẻ dùng mai rùa, tấn thăng đến cửu phẩm sau liền rút lui xuống tới. Đáng tiếc ngươi không có chúng ta quy tộc huyết thống, nếu không hoàn toàn kích hoạt cái này mai rùa, liền có thể có được bát phẩm cấp bậc phòng ngự. Đại hải quy hướng Tống Thư Hàng đề cử đạo. Tống Thư Hàng, tại quy tiền bối nói ra, phòng ngự pháp bảo, thời điểm, hắn thì có dự cảm không ổn. Quả nhiên, đối phương lấy ra pháp khí là mai rùa. Cái kia, tạ ơn quy tiền bối hảo ý. Tống Thư Hàng nói, cái này mai rùa, tiền bối giữ lại cho hậu nhân đi. Cái kia, ta còn có việc, ta trước bận bịu đi. Chờ một chút, người đây là đang ghét bỏ ta mai rùa sao? Ta cho người biết, phòng ngự của nó tiêu chuẩn, chỉ cần đem hắn vác tại trên lưng, người liền vĩnh viễn không cần lo lắng đến từ phía sau ám tiễn. Đại Hải Quy kêu lên. Tống Thư Hàng dùng sức phất tay, tạ ta ơn tiền bối hảo ý, ta thật sự bề bộn nhiều việc, lần sau trò chuyện. Đưa ngươi, ta đưa ngươi còn không được sao, tiếp được, hắn là của ngươi. Đại hải quy dùng sức hất lên, mai rùa hướng phía tống thư hàng bay đi. 3. Ba, mai rùa chủ động chứa ở tống thư hàng trên lưng, phù hợp vô cùng. Tống thư hàng chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống, cái đồ chơi này nặng cùng tòa núi nhỏ đồng dạng, kém chút liền đem hắn đẻ sấp dưới. Nhìn thấy chưa, hắn không chỉ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, còn có thể rèn luyện thân thể của ngươi, phụ trọng tu luyện, một mũi tên chúng mấy chim. Đại hải quy ra sức chào hàng đạo. Tống thư hàng, quy tiền bối, cái đồ chơi này làm sao lấy xuống. Tống thư hàng quay đầu nhìn về đại hải quy. Hỏi thật hay, gỡ xuống mai rùa thế nhưng là ta đắc ý thiết kế. Mỗi lần lắp đặt về phía sau, 24 giờ liền có thể chóc ra. Thuận tiện cực kỳ, đại hải quy tiếp tục ra sức chào hàng. Nhất định phải mang đầy đủ 24 giờ. Tống thư hàng trừng to mắt, hắn lại không có khi lão thần rùa hứng thú, 24 giờ bên trong lấy không xuống, vậy hắn liền phải cân nhắc tại bản thân hạch tâm thế giới trạch thượng một ngày, đi ra ngoài nữa. Kỳ thật, người có thể đem thân thể của mình biến thành một đầu rùa đen đến thích ứng cái này mai rùa. Xích tiêu kiếm đề nghị, hiện tại Tống Thư Hàng vẫn là chất lỏng trạng thái, muốn làm sao biến liền làm sao biến. Ta vẫn là trạch lấy tu luyện một ngày đi, Tống Thư Hàng đảo. Đại hải quy, cái kia, mặc dù 24 giờ bên trong không cách nào gỡ xuống, nhưng người có thể đem hắn chuyển đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Tỷ như, người có thể đem hắn chuyển qua chỗ cánh tay, trở thành một tấm chắn. Cũng có thể đem hắn chuyển qua dưới chân, ngựa xác phi hành. Còn có thể chứa vào đỉnh đầu, che gió che mưa. Phương pháp cũng rất đơn giản, người chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể xê dịch vị trí của nó. Tống Thư Hàng hắn thử hướng mai rùa truyền lại một cái ý niệm trong đầu, mai rùa, siêu, một chút, lẻn đến lòng bàn chân của hắn. Xem ra người đã sơ bộ nắm giữ nó phương pháp sử dụng, người cùng ta mai rùa quả nhiên rất phù hợp. Đại hải quy khen, cuối cùng, ta muốn long trọng hướng người đề cử nó một cái cường đại nhất công năng. Kỳ danh là tự động phòng ngự hình thức, chỉ cần mở ra cái này hình thức phía sau ngươi chỉ cần mang theo hắn ở trên người, gặp gỡ đột nhiên tập kích lúc, mai rùa liền sẽ chủ động phòng ngự, chức năng này, tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hạch tâm thế giới bên ngoài Công đức xà Mỹ nhân tay trái dép lê, tay phải huyết cốt, tại độc giác tôn giả trong đội ngũ tung hoành. Mục tiêu của nàng chỉ có độc giác tôn giả. Nhiều lần, nàng ý đồ để phì kình cưỡng ép đem độc giác tôn giả thôn phệ. Đáng tiếc đều bị độc giác tôn giả mạnh mẽ xông tới ra ngoài, thậm chí phì kình thân thể còn bị đánh nổ qua vài lần. Cho tới bây giờ, công đức xà mỹ nhân hình thể đã thu nhỏ lại một nửa. Nàng và phi kinh đều chết nhiều lần. Đáng giận, cụ hiện hóa công đức chi quang không phải đánh nổ liền sẽ tản ra sao. Cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra, đánh thành vỡ vụn còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Độc giác tôn giả hoài nghi chính mình có phải hay không gặp được giả công đức chi quang. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống thư hàng một mực xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân, chú ý đến bích thủy các biến hóa bích thủy các vừa bị chuyển di khi đi tới chỉnh thể hình thái có chút hư ảo hóa trong đó kiến trúc đều có chút lung lay sắp đổ dấu hiệu mà lúc này toàn bộ bích thủy các đã củng cố xuống tới là thú giới này lưu hành một thời động kiếp tiên xuất thủ ổn định bích thủy các sở các chủ vẫn không có xuất hiện đã như vậy rời đi trước nơi đây tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng lại mang xuống chờ thú giới kiếp tiên triệt để giải quyết bích thủy các rảnh tay phía sau hắn muốn rời đi liền không dễ dàng. Mặc dù hắn hạch tâm thế giới liền ngay cả cửu phẩm kiếp tiên cũng không cảm ứng được. Nhưng hạch tâm thế giới từ nơi nào tiến đến, liền sẽ từ nơi nào ra ngoài. Chờ đối phương cửu phẩm kiếp tiên có thể đưa ra tay, chẳng khác nào tống thư hàng ra môn khẩu bị người ngăn chặn. Muốn rời khỏi liền biến rất phiền phức. Nghĩ tới đây, tống thư hàng cho công đức xà mỹ nhân, hạ rút lui chỉ lệnh. Công đức xà mỹ nhân cứng đờ, lưu luyến không rời ngắm nhìn độc giác tôn giả. Sau đó, nàng khống chế phỉ kinh, hướng phía trước đó lông trắng rơi xuống vị trí phóng đi. Lông trắng tại đồng bạn trị liệu xong, thật vất vả khôi phục thần trí, từ từ mở mắt. Nhưng vào lúc này, công đức xà mỹ nhân cưỡi phỉ kinh mạnh mẽ đâm tới tới. Vị kia ngũ phẩm cấp phụ trách chữa trị thú tu bị đụng bay ra ngoài. Phi kinh há miệng, đối lông trắng dùng sức khẽ hấp. A a a lông trắng một trận kêu thảm, thân thể lại bị hút vào phì kình trong bụng. Mỗi lần vừa mở mắt, liền sẽ nhìn thấy phì kình mở ra miệng rộng. Cơn ác mộng này, khi nào mới có thể kết thúc? Công nước xà Mỹ nhân cướp đến Tống Thư Hàng, xuất khẩu, vị trí. Sau một khắc, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới thoáng hiện. Công nước xà Mỹ nhân đem hắn bao quanh bao khỏa. Tống Thư Hàng lại tiện tay đem trên mặt đất những cái kia, gai nhọn, thu nhập không gian pháp khí. Bá Tống Huyền Thánh độc giác tôn giả nghiến răng nghiến lợi này lúc tống thư hàng chính ngựa sắc phi hành phi tốc lui lại cái này mai rùa bay lên vậy mà không thể so với vô hình đao cổ chậm các ngươi cái này bén nhọn kim trúc đầu uy lực không tệ tống thư hàng từ bản thân trong bụng rút ra cây kia gai nhọn trước đó đều quên đem thứ này rút ra bởi vì không đau không ngứa bất quá ta là một con sliding, thứ này không giết chết được ta tống thư hàng một mặt chân thành nói sau đó hắn phất phất tay, gặp lại. Slaiting, bá tống huyền thánh không phải nhân loại. Đang lúc Tống thư hàng chuẩn bị rời xa lúc, bích thủy các bên trong truyền đến nổ vang. Sở các chủ đạp không mà ra, tại bên người nàng còn có hai vị thú tu kiếp tiên, một trước một sau dây dưa nàng. Chương 1224, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Hai đại thú tu kiếp tiên, lấy hai trọi một mới có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại Sở các chủ. Sở các chủ công lực thâm hậu vô cùng, nàng là từ viễn cổ thiên đình thời đại một mực còn sống sót kiếp tiên. Không chỉ có như thế, nàng đã xác định bản thân đạo. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể bước ra bản thân đạo, tại kiếp tiên trên cảnh giới lại tiến nửa bước, trở thành Thọ Nguyên vô tận trường sinh giả. Thực lực của nàng ở vào cửu phẩm kiếp tiên đứng đầu nhất một nhóm kia. Hai đại thú tu kiếp tiên thực lực và cảnh giới đều muốn yếu nàng một bậc, nếu không phải hai người phối hợp ăn ý, nói không chừng sớm đã bị sở các chủ đánh nổ dầm 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 sở các chủ cùng hai đại thú tu cướp tu không đoạn giao tay song phương mỗi một lần tùy ý công thủ đều sẽ sinh ra kinh khủng đến vô cùng bạo tạc loại này uy lực nổ tung nếu là toàn bộ phóng thích ra so với thiên kiếp bom hydro còn cường hãn hơn gấp trăm ngàn lần mà cái này vẫn là song phương tiện tay một kích uy lực bất quá song phương giao thủ uy lực đều bị tập trung ở trên một điểm cho dù có dư ba đẩy ra, đều sẽ bị song phương bên người cái kia từng đầu vết nứt không gian hấp thu. Kiếp tiên giao chiến, không phải kiếp tiên trở xuống tu sĩ cơ hồ không cách nào nhúng tay. Chỉ là che kín kiếp tiên quanh thân không gian kẽ nứt, cũng đủ để xé rách bát phẩm huyền thánh. Sở các chủ cuối cùng đi ra, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nàng không có việc gì liền tốt. Tống Thư Hàng nhìn thấy sở các chủ đồng thời, sở các chủ cũng chú ý tới hắn. Người sao lại ở đây, ngươi không phải trong thời gian thành sao. Sở các chủ lấy một địch hai, còn có thời gian cho Tống Thư Hàng gửi đi truyền âm nhập mật. Dù cho một đối hai, nàng vẫn còn thượng phong, lộ vẻ rất nhẹ nhàng. Tống Thư Hàng gượng cười, truyền âm nói ta tại thời gian thành thời điểm cảm ứng được bích thủy các bên ngoài biến hóa, liền đi ra tìm ngươi. Kết quả, toàn bộ bích thủy các đều bị kéo đến thú rơi tới. Ngươi trước chờ lấy, chờ ta đánh nổ hai người này. Sở các chủ trả lời. Sau một khắc, từ sở các chủ không gian pháp khí bên trong bay ra 12 kiện pháp khí. Có bén nhọn con thoi, lớn chừng bàn tay lợi kiếm, màu hoàng kim cái kéo, sắc bén các loại thủy thủ các loại. Nàng tay trái tay phải nắm chặt hai thanh xanh lam trường kiếm, mặt khác 10 cái pháp khí trôi nổi tại nàng quanh thân. Tiếp theo, sở các chủ cái kia thật dài tóc đen không gió mà bay, kết thành 10 đầu thật dài bím tóc, quấn lấy 10 cái pháp khí. Thật nhân gian hung khí hình thức toàn thân trên dưới đều là công cụ giết người. Mười đầu bím tóc bay múa, mỗi một cái đuôi sam đều đang thi triển một đường tinh diệu công kích chi pháp. Lại thêm sở các chủ hai tay thi triển phát triển một đường kiếm pháp. Giờ khắc này, sở các chủ liền cùng bật hách đồng dạng. Hai đại thú tu kiếp tiên ngăn cản không nổi, trong nháy mắt trên người bị chém ra mấy đạo vết thương, thân hình vội vàng thối lui. Trong vết thương tiên huyết nhỏ xuống, mỗi một giò kiếp tiên chi huyết đều có vạn quân chi trọng, Nhỏ tại trên mặt đất liền ném ra cái hố sâu. Muốn ta bích thủy các, liền lấy mệnh để đổi. Sở các chủ nhìn xuống hai đại thú tu kiếp tiên, bình tĩnh nói. Ha ha ha, hai đại thú tu kiếp chung, vị kia có được hổ văn nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ sợ mạng của chúng ta, sở các chủ ngươi lấy không đi. Một vị khác lưng trường cánh ưng kiếp tiên trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng gào. Sau đó, từ bích thủy các bên trong lại bước ra hai tôn kiếp tiên. Một tôn đầu sinh độc giác, một vị khác đầu sinh một đôi sừng trâu. Tứ đại kiếp tiên hiện lên bốn phương tám hướng bao bọc sở các chủ. Đầu kia mọc một sừng kiếp tiên cười quái dị một tiếng, ta ngược lại muốn xem xem, sở các chủ ngươi có thể hay không lấy chặn lại bốn. Sở các chủ con ngươi hơi trầm xuống, mười đầu bím tóc phiêu khởi, theo gió đong đưa. Ta sẽ làm rơi các ngươi trong bốn người hai cái. Sở các chủ rũi ra hai ngón tay, đến mức muốn chết chính là cái nào hai cái, liền xem các ngươi vận khí hy vọng các người có thể đầy hứa hẹn lẫn nhau hy sinh tín nhiệm. Dứt lời, nàng giơ chân lên, bước về phía trước một bước. Một bước này, thiên băng địa liệt. Giữa cả thiên địa linh lực đều hướng sở các chủ ngưng tụ, muốn thần phục với nàng. Đối diện tứ đại thú tu kiếp tiên biến sắc, cảm giác áp lực cực lớn. Đây là cái gì thủ đoạn? Thân hình của bọn hắn không tự chủ được lui về sau nửa bước. Cách đó không xa, Tống Thư Hàng nắm trong tay bình thiên quan. Bốn trọi một, tình huống đối sở các chủ phi thường bất lợi. Cho nên, lên đi, thăng phần trăm và tiên tử. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói là công đức xà mỹ nhân nữ đế hình thái đăng tràng thời điểm. Xích tiêu kiếm, người lại gọi sai tên của nàng, sẽ không gọi cũng đừng gọi, một chữ gọi sai, toàn bộ danh tự ý tứ hoàn toàn thay đổi có được hay không. Tống Thư Hàng, không cần nhúng tay, người rời đi trước, lúc này, sở các chủ thanh âm tại tống thư hàng vang lên bên tai. thế nhưng là người bây giờ là bốn trọi một, không có vấn đề sao? ta có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn một cái đối thủ cho ngươi chế tạo điểm lỗ hồng. tống thư hàng truyền âm trả lời. người yên tâm, chỉ bằng cái này bốn cái nhược kê không phải là đối thủ của ta. sở các chủ đối tống thư hàng mỉm cười, ta cho ngươi mở cái truyền tống môn, người rời khỏi nơi này trước, một hồi ta đi tìm ngươi. xuất lời lấy một đối bốn trong trạng thái nàng còn có không tại tống thư hàng bên người mở cửa lập lòe tỏa sáng truyền tống môn tràn đầy sở các chủ phong cách cá nhân người thật sự không có vấn đề tống thư hàng hỏi lần nữa sở các chủ đối hắn nháy nháy mắt tin tưởng ta nếu như không phải chính ta nguyện ý không ai có thể đem bích thủy các từ hiện thế chuyển rời đến thú giới nguyên bản một mực là lười biếng hình mỹ nhân nàng tại chớp mắt thời điểm phong cách vẽ hơi có điểm không hài hòa nhưng lại rất phạm quy. Tốt, ta tại truyền tống môn đối diện chờ ngươi, tống thư hàng trả lời. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân đi theo hắn cùng một chỗ lui vào truyền tống môn. Bất quá, công đức xà mỹ nhân đang lùi lại quá trình bên trong, lặng lẽ lưu lại một đoàn nhỏ công đức chi quang. Cái này một đoàn công đức chi quang, đến lúc đó có thể hóa thành con mắt thay thế tống thư hàng giám sát toàn bộ cục diện. Bá tống huyền thánh, không muốn đi, lúc này, cái kia độc giác tôn giả vội la lên. Thật vất vả hắn nhà lão tổ hiện thân, nhưng bá tống huyền thánh nhưng phải thoát đi. Đây chính là hắn trong thời gian ngắn tấn thăng bát phẩm hy vọng, sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy chạy thoát. Bắn, bắn cho ta, độc giác tôn giả ra lệnh. Trong nháy mắt, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cấp dưới, bắn ra một đại đợt gần 30 cây, vạn thú võ cương, gai nhọn. Công đức xà mỹ nhân huy động huyết cốt, đang muốn thay Tống Thư Hàng ngăn trở những này gai nhọn. Nhưng Tống Thư Hàng mỉm cười, làm yên lòng nàng, sau đó chủ động tiến về phía trước một bước. Ba 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 ba, ba mươi cây vạn thú võ cương gai nhọn, đại bộ phận đều bị một mặt mai rùa cản lại. Có mấy cây lọt lưới gai nhọn bắn tới Tống Thư Hàng bên người, hắn cũng không có ngăn cản cái này mấy cây cá lọt lưới, là hắn cố ý bỏ vào đến hắn muốn thừa cơ kiểm tra một chút thể lỏng thân thể đối thuần vật lý công kích phương thức miễn dịch quá trình chi 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 mấy cây cá lọt lưới đâm vào thân thể của hắn vị trí đều là tống thư hàng chuẩn bị từ trước tốt tất cả đều không phải là yếu hại không thương không ngứa tổng kết diệt phượng công tử chất lỏng hình thái sâu phát nổ lại có thể cho người mượn cpu lại có thể ban cho người thể lỏng thân thể diệt phượng tiền bối năng lực thiên phú đều là hách hoàn tất thi kiểm tra tống thư hàng bình tĩnh đem trên mặt đất kim trúc gai nhọn đều thu vào lại đem đâm vào thân thể gai nhọn từng cây thông qua thu hồi cho nên a à, ta và các ngươi nói qua ta nhưng thật ra là một con sliding, ngươi vì cái gì cũng không tin đâu tống thư hàng phất phất tay sau này còn gặp lại hắn một đầu chui vào đến trong cánh cửa không gian không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa độc giác tôn giả buồn bực thẳng cắn răng dùng sức đập mạnh chân Kỳ Ngộ a, à, hắn tấn thăng bát phẩm kỳ ngộ, cứ như vậy trơ mắt từ đầu ngón tay trôi qua. Xuyên qua không gian chi môn, Tống thư hàng đánh trước đo hạ chính mình sở tại vị trí. Hắn bị Sở các chủ truyền tống đến một tòa giữa sườn núi. Tiếp lấy hắn lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bảy hình tròn thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt mặt trang nói cho hắn biết, hắn còn không có trở lại địa cầu. Sở các chủ chỉ là đem hắn truyền tống đến thú giới một địa phương khác. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt, cũng không biết trên địa cầu thời gian đã qua bao lâu. Từ hắn đi ngủ bị không hiểu thấu đưa đến Bích Thủy Các, lại đến Diệp Tư Độ Kiếp, tiếp theo là, thời gian thành, trong một giây lát thời gian, lại đến hiện tại Bích Thủy Các đại loạn. Vì mau ta vừa đến Bích Thủy Các, Bích Thủy Các liền xảy ra chuyện. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với ta, mà lại sợ các chủ nhìn qua cũng đã sớm biết thú ra ra hỏa sẽ đến chiếm lấy Bích Thủy Các dáng vẻ nhưng ta vừa đến liền xảy ra chuyện luôn cảm giác đây là ta nổi đồng dạng tống thư hàng thở dài thông nương cùng tiểu thải tâm ma kiếp đã vượt qua không có diệp tư hiện tại cũng còn tại tâm ma kiếp bên trong mình tại lúc ngủ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tô thị a thập lục cùng bạch tiền bối bọn hắn có thể hay không lo lắng cho mình lần này trở về nhất định phải nhớ kỹ đưa điện thoại di động giao cho bạch tiền bối ma đổi một chút đồng thời Tống Thư Hàng lại đem công đức xà mỹ nhân lưu tại nguyên địa công đức chi quang, hóa thành con mắt. Con mắt này bắt đầu viễn trình tiếp sóng sở các chủ cùng tứ đại thú tu kiếp tiên ở giữa chiến đấu. Bởi vì hình ảnh khoảng cách khá xa, góc độ cũng có chút vấn đề, Tống Thư Hàng không cách nào thấy rõ chiến đấu toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy trong hư không, thỉnh thoảng truyền ra đại lượng bảo tạc hiệu quả, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sở các chủ từ màn ảnh trước lướt qua. Tiếp tiên cấp chiến đấu, liền xem như tiếp sóng hình ảnh, Tống Thư Hàng cũng không thể nhìn chằm chằm một mực nhìn. Nếu là nhìn quá lâu, cho dù có thanh ấn, gia trì, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ hội không chịu nổi. Cách một đoạn thời gian nhìn một chút, xác định sở các chủ bình an vô sự là đủ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó, tới trước phụ cận đi dạo, nhìn xem sở các chủ đến tột cùng đem ta đưa đến cái nào. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên tới gần, đứng ở Tống Thư Hàng bên phải, có địch nhân, Tống thư Hàng cảnh giác hỏi. Công đức Xà Mỹ nhân nghẹo đầu nghi ngờ bốn phía quan sát một vòng, sau đó lại đem ánh mắt một mực tiếp cận Tống thư Hàng tay phải xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm lập tức minh bạch Xà Mỹ nhân ý tứ, hắn vội vàng nói, "Chờ một chút, nơi này là tương lai hoàn cảnh, khắp nơi lộ ra nguy cơ. Nói không chừng liền tung ra cái thất bát phẩm địch nhân, cho nên Tống thư Hàng tiểu hữu lúc cần phải khắc nắm lấy ta." Công đức Xà Mỹ nhân tựa hồ trầm mặc một lát, sau đó lui trở về tống thư hàng sau lưng so với trước kia đơn thuần giả chết làm quái nàng bây giờ tựa hồ khôi phục một chút suy nghĩ năng lực tống thư hàng chân đạp mai rùa tầng trời thấp phi hành công đức xà mỹ nhân theo sát sau lưng hắn tại chân núi bọn hắn phát hiện một cái thôn xóm nhỏ thôn xóm cổng treo một mặt to lớn hắc mã đồ phía trên có chữ viết bất quá xem không hiểu Tống Thư Hàng nhìn qua hắc mã đồ, đạo: "Xích tiêu kiếm, đó là thú giới văn tự, để cho ta nhìn xem, phía trên viết là toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà chi hắc mã phân bộ." Tống Thư Hàng, hắn dứt khoát quay đầu, rời xa địa phương quỷ quái này. Chương 1225: Bá Tống Tiền Bối đêm nay đến nhà ta ba. Ngay tại Tống Thư Hàng dứt khoát quay người rời đi thời điểm, thôn xóm khẩu tháp canh bên trên có một vị ánh mắt như ưng người trẻ tuổi mừng rỡ kêu lên, đến rồi đến rồi, quy tổng phân bộ đại sư đến. Người trẻ tuổi không chỉ có ánh mắt tốt, thanh âm càng là to, lập tức truyền khắp toàn bộ thôn xóm nhỏ. Hắn dùng chính là thú giới ngôn ngữ, Tống Thư Hàng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cũng may có xích tiêu kiếm ở một bên phiên dịch. Xích tiêu kiếm đem vừa rồi lời của người tuổi trẻ, phiên dịch thuật lại một lần. Tống Thư Hàng một trận trầm mặc quy tổng phân bộ đại sư. Hắn không khỏi nhìn về phía mình dưới chân dẫm lên mai rùa. Sau đó hắn lại xoay đầu lại bốn phía quan sát tại thôn này rơi phủ cật, trừ hắn cùng công đức xà mỹ nhân bên ngoài, không có cái khác thân ảnh. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này tháp canh thượng người trẻ tuổi, sẽ không đem hắn ngộ nhận là quy tổng phân bộ đại sư A. Trong lúc đang suy tư, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà chi hắc mã phân bộ đại môn mở ra. Tiếp đó, một đầu thảm đỏ từ cửa thôn lăn đi ra. Ao ao ao. Thảm đỏ có thể dài, một đường từ cửa thôn lăn đến tống thư hàng trước mặt, thảm đỏ chiều dài đều là điều chỉnh tốt, vừa vặn rơi vào tống thư hàng mai rùa trước. Sau đó, có hai hàng quần áo khêu gợi muội tử, dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, từ trong thôn đi ra, đứng ở thảm đỏ hai bên. Cái này hai hàng tiếp khách muội tử đều là hắc mã phân bộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Các nàng cao thấp không sai biệt lắm, lại hóa thành chỉnh tề trang, liền thân tài tận lực bổ sung đến không sai biệt lắm. Đồng loạt hai hàng, rất là đẹp mắt. Hoan nghênh quy tổng phân bộ đại sư, Quang Lâm chúng ta hắc mã phân bộ tiến hành chỉ đạo. Hai hàng muội tử ngọt ngào kêu lên. Thanh âm vừa mềm lại xốp giòn, tăng thêm chúng muội tử thanh âm chỉnh tề, rất là êm tai. Xích Tiêu Kiếm đem các muội tử thanh âm phiên dịch cho Tống thư hàng. Tống thư hàng khóe miệng giật một cái, quả nhiên cái này, hắc mã phân bộ, đem hắn xem như là vị đại sư kia. Hai hàng tiếp khách muội tử có chút khom lưng, làm ra, mời, tư thế, thuận tiện đại lượng phúc lợi hình ảnh. Tống thư hàng phất phất tay, nói các người hiểu lầm, ta chỉ là cái không rõ chân tướng người qua đường A, các người muốn chờ đại sư vẫn còn chưa qua tới. Hai hàng chỉnh tề muội tử nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, các nàng chỉnh tề lệch ra qua đầu, một mặt mê mang nhìn chầm chầm tống thư hàng. Xích Tiêu Kiếm, ta tới đi. Sau đó, hắn bắt đầu dùng thú giới ngữ đem tống thư hàng lời nói phiên dịch cho tiếp khách muội tử. Tiếp khách muội tử nghe Xích Tiêu Kiếm phiên dịch vẫn như cú một mặt mê mang, các nàng tựa hồ nghe không hiểu Xích Tiêu Kiếm đang nói cái gì. Đồng thời, các nàng lại hiếu kỳ nhìn qua biết nói chuyện Xích Tiêu Kiếm, Kiếm Linh đối với các nàng tới nói thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, sống sờ sờ Kiếm Linh các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tống thư hàng, chuyện gì xảy ra? khả năng là ta khẩu ngữ không quá quan, xích tiêu kiếm đạo. Tống Thư Hàng, cái gì? Ngươi không phải có thể nghe hiểu các nàng nói sao? Nghe hiểu, nhìn hiểu, lại không có nghĩa là liền nói tốt. Xích tiêu kiếm bình tĩnh nói, ngoại ngữ thì viết cùng thính lực thành tích tốt, nhưng khẩu ngữ người không tốt, nhiều đi, ta chỉ là một cái trong đó. Xích tiêu kiếm giảng hảo có đạo lý. Tạc bạn, Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm, trực tiếp chạy thôi, người cũng không phải vì kia quy tổng phân bộ đại sư, chẳng lẽ còn thật sự muốn tới cái này, hắc mã phân bộ, làm khách hay sao? Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút phía sau ta đích xác muốn tiến vào cái phân bộ này nhìn xem. Tống thư hàng đạo, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, bên trong ẩn giấu đi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công huyền bí. Vậy cái này, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, bên trong, có thể hay không cũng có tống đầu gỗ vật lưu lại vậy ngươi liền thuận thế đi vào thôi coi như bản thân là quy đại sư xích tiêu kiếm đạo tống thư hàng lắc đầu chúng ta đối quy tổng phân bộ đại sư hoàn toàn không biết gì cả giả mạo đi vào chẳng mấy chốc sẽ bị bóc trần không cẩn thận liền sẽ dẫn phát cùng hắc mã phân bộ ở giữa xung đột còn nữa chúng ta ngôn ngữ không thông xích tiêu kiếm vậy ngươi muốn tạc bạn tránh trước một hồi lại lặng lẽ trở về sau đó lại nghĩ biện pháp trà trộn vào đi xem một chút Tống Thư Hàng đảo. Sứt lời, Tống Thư Hàng trước đem mai rùa chuyển rời đến tay trái vị trí, nhìn qua tựa như là hắn dẫn theo cái đại quy sát đồng dạng. Tiếp lấy hắn tế lên vô hình đao cổ, thi triển đao độn bá vương. Truyền lại từ Tô Thị A thất ngự đao phi hành thuật pháp, thẳng tắp tốc độ lại nhanh lại bá đạo. Siêu, một chút, Tống Thư Hàng đã xa ra khoảng cách thật xa. Hai hàng tiếp khách muội từ một mặt mộng bức. Vị này quy tổng phân bộ đại sư, đang chơi hoa dạng gì? đều đã đã tới cửa thôn vì cái gì lại đột nhiên chạy là các nàng đã làm sai điều gì sao đại sư chờ một chút chờ một chút a à. lúc này trong thôn có một vị ăn mặc màu đen cùng loại tây trang phục sức mang theo kính dâm nam tử chạy vội mà ra vị nam tử này ở vào tam phẩm cảnh giới bất quá hắn bắt đầu chạy tốc độ tật nhanh cùng thiên lý mã đồng dạng từ trong thôn lạc thoát ra điên cuồng đuổi theo tống thư hàng tống thư hàng hắn đang nói cái gì hắn để ngươi chờ một chút hắn. Xích tiêu kiếm trả lời, cái này ra hỏa nhìn qua hẳn là cái phân bộ này người phụ trách, muốn hay không cùng hắn tâm sự. Ngôn ngữ không thông, làm sao trò chuyện, tống thư hàng tăng nhanh ngự đao tốc độ phi hành. Đợi một chút, đại sư, là chúng ta đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ ngươi không thích mỹ nữ? Vậy ngươi ưa thích đáng yêu nam hài tử sao? Chỉ ít về ta một tiếng A, nếu như ngươi ưa thích đáng yêu nam hài tử, ta lập tức có thể đổi một cái. Cho ta chút thời gian chuẩn bị, cái kia đồ tây đen nam tử lớn tiếng kêu lên. Chỉ là một cái bay trên trời, một cái tại đất thượng chạy. Một cái tứ phẩm, một cái chỉ có tam phẩm, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, đen tây nam tử một mặt tuyệt vọng. Xích Tiêu Kiếm cười hắc hắc, "Thư Hàng, muốn ta phiên dịch hạ hắn lời mới vừa nói sao?" Hắc hắc hắc, cười đặc biệt không có hảo ý. Hắn đang nói cái gì?" Tống Thư Hàng hỏi. "Xích Tiêu Kiếm, hắn đang nói" nếu như người ưa thích không phải muội tử, hắn có thể cho người đổi thành đáng yêu nam hài tử. cho nên mời người chỉ ít nói cho hắn biết, bọn hắn đến cùng đã làm sai điều gì. Tống Thư Hàng, dưới chân hắn đao cổ tật ngừng. cái này ra hỏa não mạch kín là thế nào kết nối? vì sao lại sinh ra dạng này hiểu lầm? gặp Tống Thư Hàng dừng lại, đồ tây đen nam tử vui vẻ đuổi theo. đại sư, người rốt cục chịu dừng lại. Tống Thư Hàng xích tiêu kiếm tiền bối có thể hay không một chữ một chữ chậm rãi phiên dịch cho hắn nghe, nói hắn nhận lầm người. Tốt a, à, ta thử một chút, nhưng không bảo đảm hiệu quả. Xích tiêu kiếm đạo, hắn cách 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 cùng đồ tây đen nam tử nói một trận. Đồ tây đen nam tử một mặt mộng bức, xích tiêu kiếm, tách đi ra hắn toàn bộ nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau hắn cái gì đều nghe không hiểu. Bất quá một thanh kiếm vậy mà lại nói chuyện, không hổ là quy tổng phân bộ, đại sư vũ khí. Sứt lời, hắn lại thận trọng ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Khi hắn chính diện nhìn thấy Tống Thư Hàng thời điểm, trong lòng hơi động, không tự chủ được thốt ra, bá. Bá Tống, huyền thánh, thiên nhiên đệ nhất thánh, vài ngày trước hắn vừa xem hết trực tiếp đây. Tống Thư Hàng, cho ta một hơi đem cái này thánh hảo niệm đi ra. Bá Tống huyền thánh, đồ tây đen nam tử nói. Không nghĩ tới quy tổng phân bộ mời tới đại sư lại là ngài, thật sự là quá tốt. Đồ Tây đen nam tử lại kích động nói, bá tống tiền bối, ngài có phải hay không đối tiếp khách hiếu nữ không hài lòng, nếu không ta cho ngài đổi một nhóm. Xích tiêu kiếm lại đem lời này chuyển dịch cho thư hàng. Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hỏi, đúng rồi, xích tiêu kiếm tiền bối. Người khẩu ngữ không được, cái kia có thể viết sao? Chớ xem thường ta, mặc dù ta thú giới ngữ khẩu ngữ không được, phần ngoại lệ viết xong toàn không có vấn đề. Xích tiêu kiếm đắc y nói tống thư hàng tiền bối kia viết cái thử một chút muốn viết cái gì xích tiêu kiếm đạo tống thư hàng nói cho hắn biết sở thích của ta rất bình thường mặt khác ta không phải cái gì quy tổng phân bộ đại sư hắn nhận lầm người xích tiêu kiếm không có vấn đề tại là hắn vọt lên ở giữa không trung viết một chuỗi hỏa diễm văn tự nhảy nhót hỏa diễm trong hư không thành hình ngưng tụ không tan hóa thành văn tự Bá Tống Huyền Thánh nói, hắn yêu thích rất bình thường, hắn cũng không thương thật đáng yêu tiểu nam hài, hắn chỉ thích đáng yêu tiểu nữ hài. Mặt khác, các ngươi nhận lầm người, Bá Tống Huyền Thánh cũng không phải là các ngươi cho rằng, quy tổng phân bộ, đại sư, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Xích tiêu kiếm trả lời, nhận lầm, ăn mặc cùng loại đồ tây đen nam tử, trừng to mắt. Sau đó trong mắt của hắn hiển hiện vẻ thất vọng, cái kia, quy tổng phân bộ, đại sư ở chỗ nào? Xích tiêu kiếm viết nói, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đồ tây đen nam tử một mặt thất lạc, ngồi xổm đi một bên, tự lẩm bẩm. lần này hắn dùng hẳn là một loại thú giới phương ngôn, liền xích tiêu kiếm đều nghe không hiểu hắn đang giảng cái gì. Tống thư hàng, hiểu lầm giải thích sao? Hoàn mỹ giải quyết, ta làm việc ngươi yên tâm, xích tiêu kiếm đạo. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, chúng ta tránh trước đi. Lại nhìn mắt cái thôn kia rơi toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Nếu như án lấy cái nào đó ra hỏa xáo lộ, cái tên này kỳ hoa trong tổ chức, nói không chừng còn có một bộ bí tịch cái gì, tên có thể là nhân loại ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự loại hình đồ vật. Có biện pháp nào không quang minh chính đại tiến vào cái phân bộ này? Lúc này, cái kia đồ tây đen nam tử lại ngừng đầu, một mặt trông đợi nói, bá tống huyền thánh, gặp lại chính là có duyên, sắc trời đã tối, Ngài muốn hay không đến nhà ta qua một đêm. Mặc dù không phải rùa bộ phận bộ đại sư, nhưng vị này địa vị càng lớn, hơn chính là thiên niên đệ nhất thánh. Nếu như có thể đem hắn đưa đến phân bộ, nếu là đối phương tiện tay chỉ điểm xuống bản thân phân bộ hậu bối, mỹ tích hung ác a. À. Xích Tiêu kiếm đem đối phương phiên dịch tới. Sắc trời đã tối. Đúng a, à, trên bầu trời mấy vầng trăng nổi, hiện tại đã là đêm khuya thời gian. Mặt khác có cái này đồ tây đen nam tử mời hắn liền có thể đường đường chính chính tiến vào hắc mã phân bộ chính hợp tống thư hàng tâm ý tống thư hàng mỉm cười nhẹ gật đầu gặp lại tức là hữu duyên đã đạo hữu mời vậy ta liền quấy giày đạo hữu một đêm xích tiêu kiếm dùng hỏa diễm văn tự trả lời bá tống huyền thánh nói người nói có đạo lý kia buổi tối liền đến các ngươi nơi này ngốc một đêm không có vấn đề đồ tây đen nam tử móc ra một cái thông tin thiết bị a thiên người nhanh đem cửa ra vào tiếp khách đội đổi một chút. Đổi thành cái gì, đương nhiên là đổi thành đáng yêu tiểu nữ hài. chương 1226, Thiện Tâm, lượn quanh cái vòng lớn, người vẫn là muốn đến cái này trong phân bộ tới làm khách, đưa hai người chữ giả mồm. Xích tiêu kiếm đạo, tống thư hàng vọng thiên, không phản bác được. Mấy phút sau, đồ tây đen nam tử mang theo tống thư hàng một lần nữa về tới, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, hắc mã phân bộ cửa thôn. Đồ Tây đen nam tử đứng ở phân bộ cửa thôn, hét lớn, nói cho mọi người một tin tức tốt, ở bên cạnh ta cái này một vị. Hoan nghênh quy đại sư đến đây ta hắc mã phân bộ chỉ đạo. Trong thôn phát ra nhiệt liệt hoan nghênh tiếng. Hoan nghênh tiếng liên tiếp, hiển nhiên là luyện qua. Hoan nghênh tiếng nghe vào một đợt nối một đợt, kêu to người không nhiều, nhưng lộ vẻ rất có khí thế đồ tây đen nam tử mặt đều đen, quát các người bọn ra hỏa này, nghe ta đem nói cho hết lời. Trong thôn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khục, kỳ thật quy đại sư vẫn còn chưa qua xong tới. Bất quá, chúng ta may mắn mời đến một vị trọng lượng cấp nhân vật. Hắn chính là thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Không sai, chính là vị kia nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp bá tống bối. Để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bá tống huyền thánh đến chúng ta, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, hắc mã phân bộ làm khách. Đồ Tây đen đại nam tử lớn tiếng kêu lên. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, người ở bên trong nhóm tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng. Nhưng hai cái hô hấp phía sau phân bộ trong thôn truyền đến như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Thiên nhiên đệ nhất thánh đến bọn hắn cái này tiểu phân bộ làm khách. Việc này đủ bọn hắn thổi một như ngựa bức, ân, bởi vì bọn họ là hắc mã phân bộ, không thổi như bức. Ngay sau đó, đầu kia thảm đỏ lần nữa từ cửa thôn quyển ra, một đường cuốn tới Tống Thư Hàng trước người. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Đồng dạng tiếp khách phương thức còn phải lại làm một lần sau. Cái này hắc mã phân bộ người có ép buộc chứng. Bất quá, nói trở lại, trước đó cái kia hai hàng tiếp khách muội tử thật sự là đẹp mắt. Đồng dạng thân cao, đồng dạng cách ăn mặc, nhìn qua không sai biệt lắm dáng người, sau đó cùng mềm nhũn thanh âm hoan nghênh khách nhân đến, xem ở đẹp mắt phần bên trên, lại bị tiếp khách một lần cũng không thành vấn đề. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hiện thực thường thường ngoài dữ liệu. Hai hàng tiếp khách muội tử chưa từng xuất hiện, thay vào đó là hơn 10 phấn nộn phấn nộn tiểu nữ hài, các nàng đánh lấy hoa tươi, cười hì hì từ phân bộ bên trong nhảy cả tương đi ra. Các nàng không giống trước đó tiếp khách muội tử như thế thân cao một gây nên, hai hàng tiểu nữ hài mơ hồ án lấy từ cao xuống thấp vị trí, xếp tới hai bên hoan nghênh bá tống huyền thánh đến chúng ta hắc mã phân bộ chỉ đạo. Tiểu nữ hài nhóm thanh âm cũng không ngay ngắn đủ, có nhanh có chậm, cao có thấp có. Nhưng thắng ở hoạt bát đáng yêu, nhiệt nhiệt nháo nháo. Luận hoan nghênh bầu không khí, ngược lại là so với trước đó đến còn phải tốt hơn nhiều. Tống Thư Hàng, đã nói xong tiếp khách muội tử đâu, vì cái gì chỉnh thể rút lại, còn giúp nước nhiều như vậy. Thế nào, bá Tống tiền bối, dạng này hoan nghênh đội hình ngươi hài lòng không? Đồ Tây Đen Nam Tử, cũng chính là hắc mã phân bộ Bộ trưởng Dương Dương Đắc Y nói. Tống Thư Hàng người ra đen dấu chấm hỏi, JPG, xích tiêu kiếm, hắn đang nói, để tỏ lòng thành ý, hắn cho ngươi đổi cái tiếp khách đội hình, người cảm giác như thế nào? Tống Thư Hàng ngượng cười, đối phương có thành ý như vậy, hắn còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể mặt mỉm cười, đối hắc mã phân bộ bộ trưởng khẽ gật đầu. Xích tiêu kiếm dùng hỏa diễm văn tự nói, bá tống huyền thánh biểu thị rất hài lòng. Đồ tây đen nam tử nhếch miệng lên ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu, bá tống huyền thánh bây giờ đối với hắn ấn tượng đầu tiên nhất định tốt đến bạo tạc. Tại đồ tây đen nam tử dẫn dắt đi, tống thư hàng dọc theo thảm đỏ tiến vào hắc mã phân bộ thôn xóm. Tiến vào thôn xóm phía sau mới phát hiện bên trong bên trong có thiên địa. Hắc mã trong thôn xóm là mảng lớn mảng lớn thảo nguyên, trong đó chăn nuôi lấy rất nhiều linh thú ngựa giới. Trong phân bộ thành viên, ở tại cùng loại nhà bà trong kiến trúc. Cái kia 10 cái tiểu nữ hài theo sát sau lưng Tống Thư Hàng, đen bóng con mắt chăm chú nhìn Tống Thư Hàng, cùng phía sau hắn cái kia xinh đẹp công đức xả mỹ nhân. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bát phẩm đại nhân vật, còn sống. Còn có cụ hiện hóa công đức chi quang, chân thực có thể thấy được. Đối với hắc mã phân bộ loại này tiểu phân bộ tới nói, đây chính là trăm năm khó gặp hình ảnh trong đó có vị gan lớn tiểu cô nương tới gần Tống Thư Hàng, đem trong tay mình hoa tươi dâng lên. Tạ ơn, Tống Thư Hàng tiếp nhận hoa tươi. Xích tiêu kiếm, ha ha, Thư Hàng tiểu hiếu, nữ hài tử hoa tươi cũng không phải có thể loạn nhận đồ vật. Người bây giờ tại thú giới, không tại địa cầu, nơi này phong tục tập quán cùng địa cầu khác biệt, nói không chừng các nàng dâng lên hoa tươi là một loại tỏ tình đâu. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, không phải đâu, đây là tiểu cô nương đi, nơi này là thú giới, là tu luyện giả thế giới. Nhìn qua là tiểu cô nương, nhưng nói không chừng người ta đã có hơn 20 tuổi đâu. Không có mau bệnh, xích tiêu kiếm đạo. Tống thư hàng. Hắn có chút khẩn trương nhìn về phía tiểu cô nương. Cũng may, chỉ ít tại hắc má bộ lạc tặng hoa cũng không phải là cầu hôn ý tứ. Gan lớn tiểu cô nương đem hoa tươi hiến cho tống thư hàng phía sau lại vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót về tới nàng các đồng bạn ở giữa. Sau đó, cái kia một đám tiểu nha đầu tranh nhau chen lấn cho Tống Thư Hàng đưa lên hoa tươi. Hắc mã phân bộ bộ trưởng ở phía trước dẫn đường, nghênh đón Tống Thư Hàng hướng hắn nhà bước đi, trong nhà hắn có dư thừa phòng trọ, chuyên môn vì chiêu đãi khách nhân sử dụng. Trên đường, trải qua một chỗ to lớn làm bằng đá hình chữ nhật kiến trúc bên cạnh. Cái này hình chữ nhật kiến trúc tại thảo nguyên cộng nhà bạt phong cách hắc mã phân bộ, đặc biệt dễ thấy. Mà lại, Tống Thư Hàng từ đó cảm ứng được một loại mùi vị quen thuộc. Đó là cái gì địa phương? Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm đang chuẩn bị dùng văn tự phiên dịch. Nơi đó là linh thú an tức địa phương, cũng là chúng ta thu lấy linh thú tinh địa phương. Lúc này, can đảm đó lớn tiểu nha đầu đột nhiên dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hồi đáp. À, Tống Thư Hàng hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn về phía tiểu nha đầu này. Ta từ nhỏ đối các loại ngôn ngữ rất có hứng thú, ta hội giảng rất nhiều rất nhiều loại ngôn ngữ can đảm đó lớn tiểu cô nương hì hì cười một tiếng, hai mắt hiếp thành nguyệt nha. Cho nên, người một mực có thể nghe hiểu ta, tống thư hàng khóe miệng co giật. Hưm, bá tống tiền bối ngài yên tâm, tặng hoa tại chúng ta nơi này không phải cầu hôn ý tứ. Tiểu cô nương hì hì cười nói. Tống thư hàng, vọng thiên. Vọng thiên, đây là ý gì? Tiểu cô nương hiếu kỳ nói. Một cái có thán tử, người tên là gì? Tống thư hàng hỏi. Tên của ta, Phiên dịch hành bá tống tiền bối cái kia ngôn ngữ, hẳn là thiện, ý tứ. Tiểu cô nương trả lời. Tống thư hàng liền một chữ. Dùng chúng ta thú giới ngôn ngữ đến niệm cũng không phải là một cái từ, bất quá phiên dịch quá khứ chính là thiện hoặc là thiện lương, thiện tâm, ý tứ. Tiểu cô nương nghiêm túc trả lời. Thiện, tên rất hay. Tống thư hàng cười nói, sau đó hắn lại nhìn phía cái kia to lớn làm bằng đá kiến trúc. Linh thú an tức địa phương cùng thu lấy linh thú tinh địa phương nhưng là linh thú tinh thứ này ngoại trừ thú thần bộ bên ngoài tại cái khác tu luyện giả trong mắt đều không cái gì dùng a à. linh thú tinh bên trong linh lực phổ thông tu luyện giả không cách nào hấp thu chỉ có thể dùng để làm thưởng thức phẩm các người thu lấy linh thú tinh có chỗ lợi gì sao tống thư hàng hỏi hẳn là thú giới đã tìm được sử dụng linh thú tinh phương pháp thiện lắc đầu ta cũng không biết thu lấy linh thú tinh là chúng ta truyền thống từ hắc mã phân bộ tạo dựng lên đến bây giờ, nếu có ăn thức ngựa loại linh thú ngưng tụ ra linh thú tinh, chúng ta đều sẽ đem hắn thu tập, tồn chữ thỏa đáng. Ngựa loại cũng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bên trong một loại thú loại nguyên hình, bọn hắn lại án lấy tập tục một mực tồn chữ linh thú tinh, quả nhiên cũng cùng thú thần bộ có quan hệ. Chỉ là, tống đầu gỗ đã lưu lại, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, đầu này thú thần bộ ám trung truyền thừa, lại tại thú giới lưu lại tương tự tổ chức làm gì. Xong bảo hiểm, tống đầu gỗ phương thức tư duy, để cho người ta căn bản là không có cách nắm lấy. Đồ Tây đen nam tử đem tống thư hàng dẫn tới một cái độc lập nhà bạt bên trong, mời hắn hơi vứt bỏ hơi thở. Bởi vì, thiện, có thể cùng tống thư hàng trao đổi nguyên nhân, nàng bị lưu lại, làm xong phương phiên dịch. Bộ trưởng nói hắn hiện tại đi vì bá tống tiền bối chuẩn bị bữa tối, hy vọng tiền bối có thể yêu thích chúng ta hắc mã phân bộ đặc sắc đồ ăn. Tiểu thiện cô nương vì Tống Thư Hàng giải thích nói. Làm phiền bộ trưởng, Tống Thư Hàng đạo. Tiểu thiện nhận lấy xích tiêu kiếm nhiệm vụ, sung làm phiên dịch. Tại là, xích tiêu kiếm thất nghiệp. Đồ Tây đen nam tử rời đi, lưu lại tiểu thiện còn có hai vị phân bộ thành viên cùng đi Tống Thư Hàng, bản thân hắn bắt đầu ra ngoài an bài bữa tối. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị bày ra một chút tiếp xuống hoạt động thừa dịp bá tống huyền thánh tại hắc mã bộ lạc làm khách hắn muốn chuẩn bị mấy cái náo nhiệt hoạt động tốt nhất có thể chiếm được bá tống huyền thánh niềm vui vươn ngón tay điểm xuống trong phân bộ người trẻ tuổi tống thư hàng lại hướng tiểu thiện hỏi thăm một số liên quan tới toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà tin tức bất quá vì để tránh cho gây nên tiểu thiện hoài nghi hắn hỏi đều là một số cơ bản tin tức đồng thời hắn lại xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân lưu tại bích thủy các bên ngoài con mắt, chú ý sở các chủ cùng cái kia tứ đại kiếp tiên chiến đấu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong hình ảnh thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc quang mang. Trong đó có một cái màn ảnh bắt được sở các chủ xẹt qua hình ảnh, nàng bây giờ nhìn đi lên trạng thái còn tốt, không có bị thương nặng. Tại tống thư hàng quan sát, kiếp tiên cuộc chiến, thời điểm, thanh ấn chủ động hiển hiện, ra trì hắn tình trạng, tránh cho tinh thần lực của hắn nhận chiến đấu hình ảnh trùng kích. Thanh ấn vừa ra, lưu tại nhà bạt bên trong tiểu thiện cùng khác hai vị hắc mã phân bộ thành viên, cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Đặc biệt là khoảng cách tống thư hàng gần nhất, thiện, cảm giác hô hấp đều trở nên nặng nề. Nàng không tự chủ được vận chuyển luyện thể công pháp, nàng là nhất phẩm thứ ba khiếu tị khiếu cảnh giới tu sĩ, khoảng cách đệ tứ khiếu tai khiếu còn có đoạn khoảng cách. Nay lúc, thanh ấn mang tới áp lực, bao phủ ở trên người nàng. Nàng cảm giác mình hô hấp khó khăn, tâm khiếu, nhãn khiếu cùng tị khiếu bên trong khí huyết chi lực biến nặng nề không cách nào tùy tâm sử dụng điều động ngay tại nàng cảm giác suýt chút nữa thì hít thở không thông thời điểm từ trên thân tống thư hàng có một trận ánh sáng nhu hòa tản ra đó là thuần ví đến cực hạn công đức chi lực rơi vào thiện trên thân đồng thời tống thư hàng mở to mắt hiếu kỳ nhìn về phía tiểu cô nương này nàng công pháp luyện thể có tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cái bóng chương 1227, ai là Trình Lâm, ta là Trình Lâm. Chuẩn xác hơn tới nói, thiện công pháp tu luyện có điểm giống là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công phiên bản đơn giản hóa. Tống Thư Hàng lặng lẽ đón lấy găng tay của chính mình, chuẩn bị đối, thiện, sử dụng giám định thuật, ý đồ từ trên người nàng thu hoạch được một số tin tức. Lúc này, thiện từng ngụm từng ngụm thở, phảng phất là ngạt thở thật lâu người, lại khôi phục hô hấp. Ngạt thở cảm giác sau khi biến mất, Nàng cảm giác mình trước nay chưa có tai tính mắt tinh, khoảng cách để tứ khiếu tai khiếu càng gần một bước. Vừa rồi trong nháy mắt, lại chống đỡ được nàng bảy tám ngày khổ tu. Vừa rồi áp bách, là bá tống huyền thánh ban thưởng ân trạch. Tạ ơn bá tống tiền bối vươn ngón tay điểm, nàng cúi người, tôn kính đối tống thư hàng đạo. Không khách khí, tống thư hàng mỉm cười, hắn đưa tay đem cúi người tại đất thiệt kéo. Thừa dịp tiếp xúc trong nháy mắt, xem xét bí pháp khởi động. Tống Thư Hàng một chút tiếp xúc lại thật nhanh thu cánh tay về. Trên cánh tay xuất hiện mấy đạo tinh tế vết thương, bất quá hiện tại thân thể là chất lỏng trạng thái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể khôi phục. Xem xét bí pháp thành công thi triển, phản hồi tới được tin tức trực tiếp xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Thiện tâm, chư thiên vạn giới, thú giới, cư dân, nhân loại huyết thống, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, Hắc Mã phân bộ thành viên thiên phú phổ thông, nhất phẩm thứ ba khiếu tị khiếu tu vi. Chủ tu công pháp vì thần thú diệt thế đại pháp. Đơn giản tin tức, trong đó hữu dụng chính là nàng chủ tu công pháp thần thú diệt thế đại pháp. Công pháp này danh tự treo đến bạo tạc, tràn đầy tống đầu gỗ phong cách. Tống Thư Hàng tiếp tục thôi động, xem xét bí pháp, muốn thử xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều liên quan tới, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, hoặc là thần thú diệt thế đại pháp tin tức. Bất quá thật đáng tiếc, hắn dám định đối tượng là thiện tâm, không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hơn. Sau đó không lâu, Hắc Mã phân bộ bộ trưởng mời trong phân bộ tốt nhất mấy vị đầu bếp, vì Tống thư hàng chuẩn bị phong phú bữa tối. Bữa tối quá trình bên trong, có thiện ở một bên phiên dịch, chủ và khách đều vui vẻ. Bóng đêm dần dần sâu. Hắc Mã phân bộ thành viên trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi, Tống thư hàng cũng trở về đến phân bộ trưởng thay hắn an bài chỗ ở hắn lại chú ý một lần, bích thủy các chỗ chiến đấu. Bích thủy các trên không chiến đấu vẫn không có biến hóa. Tống thư hàng suy tư một lát, duy trì minh tưởng, tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng không biết tu luyện thời gian bao nhiêu. Tống thư hàng đột nhiên cảm thấy bên người có gió nhẹ lướt qua. Ta không phải tại hắc mã bộ lạc nghỉ ngơi sao? Hắn nghi ngờ mở to mắt. Sau đó, hắn phát hiện mình đã không ở, hắc mã phân bộ, mà là ở vào bao la vô cùng trên thảo nguyên. Gió nhẹ thổi qua, để trên thảo nguyên cỏ xanh như sóng biển sóng gió nổi lên. Trong gió, lại đưa tới trận trận mùi rượu. Tống Thư Hàng quay đầu đón mùi rượu chỗ nhìn lại, chỉ thấy tại không nơi xa có một cây đại thụ, dưới cây ngồi một vị người khoác lông trồn áo khoác người trẻ tuổi. Tại bên cạnh hắn có một cái cực lớn vạc rượu, mùi rượu chính là từ nơi này bay ra. Mộng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm đạo: "Phổ thông mộng, nhưng không có như thế rõ ràng, cho nên chẳng lẽ lại là nhập mộng? Nếu như là nhập mộng, lại là ai, nhân sinh kinh lịch?" Tống Thư Hàng nhanh chóng suy tư, "Chẳng lẽ là Cật Qua Thánh Quân? Tính toán thời gian, bởi vì bát phẩm cá voi thánh yến, nguyên nhân khả năng nhất nhập mộng chính là Cật Qua Thánh Quân." Đang lúc hắn suy tư thời khắc, xa xa người tuổi trẻ kia lên tiếng kêu, đã lâu không gặp, Trình Lâm tiên tử. Tống Thư Hàng, Trình Lâm Tiên Tử, hắn lần này nhập mộng đến Trình Lâm trên người. Đúng à, hôm qua diệp tư độ khiếp thời điểm, Trình Lâm đã từng ngắn ngủi nhập thân vào diệp tư trên thân. Có lẽ cũng là bởi vì cái này một liên hệ, để hắn tiếp xúc đến Trình Lâm, đồng thời thành công nhập mộng. Như vậy, đối diện cái này thân da lông trồn áo khoác người trẻ tuổi là ai? Nhìn hắn cùng Trình Lâm rất quen bộ dáng. Chẳng lẽ là Tống Đầu Gỗ? vì sao không nói một tiếng đâu. Trình lâm tiên tử, nam tử trẻ tuổi dơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vẫn là nói, người thấy ta, rất kinh ngạc. Tống Thư Hàng trong lòng cũng rất ngạc nhiên, tiếp xuống nội dung cốt truyện hội làm sao phát triển. Đã nhập mộng đến, Trình Lâm, nhân sinh, thông qua, nhập mộng, là hắn có thể càng hiểu hơn Trình Lâm. Trình Lâm hội làm sao hồi phục? Dựa theo trước kia nhập mộng kinh nghiệm, tại nhập mộng quá trình bên trong, Tống thư hàng có thể duy trì ý thức của mình. Bất quá, hắn hội nhập thân vào, nhập mộng đối tượng, trên người, bản thân cảm thụ đối phương tất cả kinh lịch, nhưng lại không thể ảnh hưởng hành động của đối phương. Vô luận hắn suy nghĩ gì, nói cái gì, nhập mộng nội dung cốt truyện, bên trong người đều sẽ không cảm ứng được. Thậm chí có đôi khi, hắn chủ động tiến hành một số động tác, nhập mộng bên trong người có thể nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có nhân vật chính. Trừ phi là thực lực đạt tới, xích tiêu tử đạo trưởng cấp bậc này, ngẫu nhiên có thể bắt được nhập mộng trạng thái hắn. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục. Trình Lâm tựa hồ vẫn là không có phát ra tiếng, cũng không có bất kỳ động tác. Lại một trận gió nhẹ thổi lên, trong gió bay tới càng dày đặc mùi rượu. Thơm quá, rượu ngon, Tống Thư Hàng không tự chủ được tán thán nói. Coi như hắn đối rượu không có nghiên cứu gì, nhưng ngửi được hương rượu này lúc, có thể cảm giác toàn thân thư sướng, không nhịn được muốn bị uống một ngụm. Đây mới thật sự là rượu ngon, mặc kệ người biết hay không rượu, người được liền muốn uống. Ha ha, khó được ngươi vậy mà lại tán thưởng rượu của ta. Nam tử trẻ tuổi kia con ngươi hơi trầm xuống, hắn nâng chén đối Tống Thư Hàng, "Như vậy Trình Lâm tiên tử, có cần phải tới một chén?" Tống Thư Hàng, "A, à, là trùng hợp, vẫn là vừa rồi cái này trẻ tuổi nam tử thật sự nghe được lời hắn nói." "Ngươi tại mời ta sao?" Tống Thư Hàng hỏi. Nơi này ngoại trừ người cùng ta bên ngoài, còn có những người khác sao? Nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nói. Tống thư hàng. Tại sao có thể như vậy, lần này nhập mộng tư thế không đúng? Luôn cảm giác cái này trẻ tuổi Nam tử tại cùng hắn giao lưu, mà không phải tại cùng, trình lâm, giao lưu. Lại hoặc là nói, vừa rồi đối thoại, nhưng thật ra là hắn cùng nhập mộng bên trong, trình lâm, trùng hợp đồng bộ, vừa vặn đối mặt nội dung cốt truyện. Cho nên, thử lại lần nữa. Tống Thư Hàng thử duỗi thẳng hai tay của mình, bày thành thập tự hình, sau đó tả hữu nhảy lên. Tiếp theo, hai tay của hắn giơ lên, cả người thân thể hiện lên gợn sóng hình dáng đong đưa, uy, người thấy ta đang làm gì sao? Theo kinh nghiệm của dĩ vãng, vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, nhập mộng đối tượng cũng sẽ không cảm ứng được mới đúng. Đối diện, nam tử trẻ tuổi một ngụm rượu toàn bộ phun tới. khụ khụ chính lâm tiên tử, người đang làm gì? nam tử trẻ tuổi bị bị sặc. Người có thể nhìn thấy động tác của ta, tống thư hàng đạo, nam tử trẻ tuổi. Nói một chút, ta vừa rồi tại làm cái gì, tống thư hàng đạo, nhất định phải nói sao, nam tử trẻ tuổi đạo. Trao đổi đối đáp đều có thể đối đầu, nhưng ta vẫn là muốn xác định một chút. Tống thư hàng đạo, nam tử trẻ tuổi, ngay từ đầu, người hai tay duỗi thẳng tại trái phải nhảy. Tiếp lấy người trên hai tay nâng, cả người hiện lên gợn sóng hình dáng đang vặn vẹo lấy. Vậy mà toàn bộ đáp đúng. Cái này quá không khoa học. Trừ phi, hắn không có nhập mộng, lại hoặc là, nam tử trẻ tuổi này thực lực và, xích tiêu tử, đạo trưởng giống nhau, thấy được nhập mộng bên trong hắn. Tống thư hàng xoa cầm, bắt đầu trầm mặc. Muốn uống điểm sao, nam tử trẻ tuổi hỏi. Tống thư hàng khoát tay áo, ta không quá biết uống rượu. Không quá biết uống rượu nam tử trẻ tuổi đột nhiên cười ha hả. Hắn cười như thế thoải mái, phảng phất như là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Trình lâm tiên tử, người vậy mà lại nói mình không biết uống rượu. Đây là năm nay ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Nam tử trẻ tuổi đạo. Tống Thư Hàng. Trình lâm tử lượng rất tốt sao. Sau khi cười to, nam tử trẻ tuổi bắt đầu trầm mặc. Không chung có ánh trăng chiếu rượu xuống tới, cùng thú dưới bầu trời khác biệt, nơi này chỉ có một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt phản chiếu tại vạc rượu bên trong, cơn gió thổi qua, sóng nhỏ lăn tăn, mang theo trận trận mùi rượu. Rượu này quá thơm, Tống Thư Hàng đành phải nuốt khẩu nước bọt. Lúc này, nam tử trẻ tuổi hai tay dâng chén rượu, đột nhiên trầm giọng nói tại sao phải hủy thiên đình. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nội dung cốt truyện tới. Lại không trả lời sao, thân là giao chỉ nữ đế ngươi, tại sao phải hủy thiên đình? Ta nghĩ trăm ngàn năm, ta nghĩ không thông, ta nghĩ không rõ. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng. Ta, Tống Thư Hàng há miệng. Lúc này, nam tử trẻ tuổi lại ngắt lời hắn, lần này, người đến thu giới là muốn làm gì? Tống Thư Hàng. Ngọa Thảo, quả nhiên từ vừa mới bắt đầu hắn liền đoán sai lần này không phải nhập mộng là ngươi đem ta đưa vào đến cái mộng cảnh này bên trong tống thư hàng lên tiếng hỏi biết rõ còn cố hỏi có ý nghĩa sao nếu như không phải ngươi tự nguyện ta lại có thể đưa ngươi kéo vào nơi đây nam tử trẻ tuổi đứng dậy đem chén rượu ném vào vạc rượu bên trong ta mặc kệ ngươi muốn tới thú giới làm gì nhưng là ta sẽ không để cho ngươi ngăn cản kế hoạch của ta nam tử trẻ tuổi chăm chú nhìn trình lâm Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói, ta nghĩ có lẽ người kéo nhầm người. Nam tử trẻ tuổi, a, à, ta không phải Trình Lâm. Tống Thư Hàng nhún vai, ta là cái kia đến, người có thể gọi ta Bá Tống. Tống Thư Hàng cái tên này nói ra đối phương cũng không nhất định nhận biết, mà Bá Tống cái tên này nói thế nào cũng nhân tiền hiển thánh qua, có lẽ đối phương sẽ có ấn tượng. Đồng thời, tu sĩ, danh tự tốt nhất đừng tùy ý nói cho người khác biết. Vạn nhất bị người âm thầm hạ vô độc, nguyền rủa cái gì, liền rất phiền phức. Cho nên mới có đạo hiệu, pháp danh, loại hình danh xưng. Bá Tống, chưa từng nghe qua, nam tử trẻ tuổi đạo. Đây cũng là một cái ở tại đặc thù bí cảnh, ngăn cách thiên đạo trực tiếp tồn tại. Đừng giả bộ, chính Lâm, trên người ngươi khí tức, coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi." Nam tử trẻ tuổi nói, "Đừng nghĩ lấy ngăn cản chúng ta, mặt khác cũng không phải là thứ người đều tượng ta như vậy dễ nói chuyện. Người tốt nhất, sớm điểm rời đi thú giới đi. Nói nói, hắn đột nhiên thăm thẳm thở dài, nghe ta, rời đi thú giới đi. Ta có thể tìm tới ngươi, cái khác mấy lão già cũng có thể tìm tới ngươi. Bọn hắn hận ngươi tận xương, cảm ứng được ngươi, khẳng định phải tìm ngươi phiền phức. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Trường 1228, Kim Quái Ngân Quái không bằng ta tượng nha quái. Người khoác lông trồn áo khoác nam tử nói xong lời cuối cùng lúc, giọng nói kia ôn nhu để tống thư hàng run dày. Cái này ra hỏa sẽ không thầm mến Trình Lâm A. Mặt khác, nam tử trẻ tuổi nói, Trình Lâm khí tức là đem Diệp Tư khí tức mộ nhận là Trình Lâm khí tức. Lại hoặc là Trình Lâm phụ thân Diệp Tư lúc, ở trên người hắn lưu lại khí tức. Rời đi đi, có lẽ, đây là ngươi và ta ở giữa một lần cuối cùng gặp nhau. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, nhấc lên rượu của mình vạc, Thân hình dần dần đi xa. Đi vài bước phía sau nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không phải không gian truyền Tống, mà là hắn đi thẳng cái mộng cảnh này. Tống Thư Hàng nghĩ đến một sự kiện. Vọng thiên, cái này ra hỏa đem chính mình kéo vào đến cái này, mộng cảnh, bên trong, sau đó chính hắn phủi mông một cái rời đi. Vậy ta muốn làm sao từ nơi này trong mộng cảnh ra ngoài A? À? Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ muốn chờ mộng làm xong? hắn quay đầu ngắm nhìn bốn phía, mênh mông đại thảo nguyên, còn có bên người lẻ loi chơi trọi đại thụ, cái này mộng nhìn qua không có cuối cùng. Làm sao xử lý? Cái mộng cảnh này cũng không phải trò chơi, không có đăng xuất tuyển hạng. Nha Trình Lâm, lúc này, lại một thanh âm đột một sau lưng hắn vang lên. Tống Thư Hàng đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một đạo nhân chạm sau lưng hắn, mặt mỉm cười. Ngươi là, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không cẩn thận mất trí nhớ, ngay cả ta cũng quên đi. Loại này lấy cớ quá bài cũ, cái kia đạo nhân dứt lời, móc ra một cây lá cờ vải, tại tống thư hàng trước mặt lắc lắc. Lá cờ vải chính diện viết, xem bói hỏi quẻ, quẻ quẻ đâm tâm. Sau đó mặt trái viết, kim quái ngân quái, không bằng ta tưởng nha quái. Tống thư hàng nhãn tình sáng lên, tượng nha quái tiên sư. Chủ yếu là kim quái ngân quái, để hắn lập tức nhớ tới cửu châu nhất hào quần đồng quái tiền bối nếu như theo loại này đẩy trước mắt vị này chính là tượng nha quái tiên sư tượng nha quái tiên sư là cái quỷ gì ai sẽ lấy dạng này đạo hiệu a đạo nhân kia đậu đen rau muống đạo tống thư hàng vậy là ngươi nha tiên ta là nha tiên ngươi đang chơi ta đạo nhân cắn răng nói phúc tống thư hàng nhịn không được cười ra tiếng nha tiên Nhà tiên tử sao bất quá sau khi cười xong hắn lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề vì cái gì trước đó cái kia lông chồn nam tử trẻ tuổi cùng nha tiên vừa thấy được hắn trực tiếp gọi hắn là trình lâm hắn hiện tại bộ dáng chẳng lẽ là trình lâm bộ dáng nha tiên đạo hiếu trong mắt ngươi xem ra ta là thế nào tống thư hàng hỏi thế nào nha tiên thở dài ngay từ đầu trong mắt ta ngươi là ôn nhu thiện lương có đôi khi lại dẫn vô song bá khí nữ đế nhưng là vì cái gì ngươi muốn hủy viễn cổ thiên đình, nói cho ta biết, tại sao phải đem mọi người cộng đồng chế tạo thiên đình hủy. Đầu óc người bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói xong lời cuối cùng lúc, nhà tiên hóa thân gào thét đế, nước bọt hướng phía Tống Thư Hàng phun tới. Ta muốn hỏi không phải vấn đề này, Tống Thư Hàng nhanh chóng lui lại, tránh né phun tới nước bọt, ta muốn hỏi chính là, các người bây giờ thấy được ta, là Trình Lâm, bộ dáng sao? Cái gì, nhà tiên trong lúc nhất thời theo không kịp chủ đề ở trong mắt ngươi ta thoạt nhìn là trình lâm sao tống thư hàng đảo nhà tiên có ý tứ gì ta không phải trình lâm tống thư hàng nhún vai trước đó cái kia ca môn kéo nhầm người nhà tiên không có khả năng trình lâm người hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi lại là câu này lời kịch ngươi không phải quẻ sư sao vậy liền đến một quẻ chứ sao tống thư hàng đảo nhà tiên người muốn tính là gì nói hắn lại móc ra một chiếc gương cổ trên gương chiếu ra tống thư hàng hiện tại bộ dáng siêu siêu vẹo vẹo đạo quan chân đạp bạch ngọc liên hoa khuôn mặt mơ hồ bị che lấp nhìn không rõ ràng lắm thật sự là trình lâm bộ dáng vì cái gì ta bị kéo vào đến mộng cảnh hiển hóa ra ngoài lại là trình lâm bộ dáng người muốn tính phương diện nào nhà tiên hỏi lần nữa Tống Thư Hàng, người liền đo lường một chút ta có phải hay không Trình Lâm. Ha ha, nhà tiên bấm một cái pháp ấn, rơi vào bản thân của kính bên trên. Trên gương chiếu dọi ra tầng tầng lớp lớp quang hoàn. Nhà tiên am hiểu chính là loại này kính quẻ chi thuật. Một lát sau, kính thượng vầng sáng hạ xuống, ngưng tụ làm một cái vặn vẹo phù văn. Hiện tại, người còn có lời gì nói? Nhà tiên chỉ vặn vẹo phù văn, đạo. Tống thư hàng, quái tượng kết quả là cái gì? Tại phía xa thiên nhai, gần trong gang tắc, Trình Lâm người ngay tại trước mắt ta, nhà tiên chậm rãi nói: Tống thư hàng, cái này quẻ cảm giác làm sao giải đều không mau bệnh a? À? Hỏi thăm vấn đề, các người nhất hệ quái tượng có hay không? Hắc quẻ truyền thống, quẻ quả muốn phản lấy nhìn cái chủng loại kia. Tống thư hàng hỏi: Hắc quẻ, làm sao có thể? Đó là kim trúc quẻ nhất hệ đặc sản cùng chúng ta không phải một cái hệ. Nhà tiên đạo. a à, xem ra vị này tượng nha quái cùng đồng quái tiên sư không phải một cái hệ. Khó trách hắn muốn tại bản thân lá cờ vải thượng hắc kim trúc quẻ nhất hệ. Còn có cái gì có thể coi là, người còn có hai quẻ cơ hội, nhà tiên bình tĩnh nói. Miễn phí ba quẻ, tống thư hàng hiếu kỳ nói. Nhà tiên liếc mắt, thu lệ phí. Ta không có tiền, tống thư hàng đạo. Nhà tiên nặng nề thở dài, người nhanh lên rời đi thú giới đừng có lại chơi đùa lung tung đối với ta mà nói chính là tốt nhất thủ lao trên thực tế ta cũng muốn nhanh lên rời đi thú giới tống thư hàng đạo nhà tiên nói vậy ngươi cũng nhanh rời đi a à. ta còn muốn chờ một người bạn tống thư hàng đạo coi như muốn đi cũng phải mang theo sở các chủ cùng rời đi đêm mai trời tối ngày mai ánh trăng treo lên trước đó người tốt nhất rời đi thú giới Nhà tiên còn người hơi trầm xuống, cuối cùng hai quẻ, người có thể coi là cái gì? Chân chính cuối cùng hai quẻ, coi xong về sau, hắn vĩnh viễn sẽ không lại cho Trình Lâm xem bói. Nhà tiên thanh âm trầm thấp, ẩn chứa trong đó như nước ôn nhu. Tống thư hàng nổi ra gà lên một thân. Ngọa thảo, vị này sẽ không cũng thầm mến Trình Lâm A. Trình Lâm nữ đế tại viễn cổ thiên đình thời đại, đến cùng đã làm gì? Luôn cảm giác tống đầu gỗ khắp nơi tại tác tử làm toàn bộ người của thiên đình đều muốn đối hắn, mà chính lâm nữ đế vừa vặn tương phản, hấp dẫn một đống lớn phen hâm mộ, thuận tiện còn vẩy đi rồi thiên đình chi hoa tiên tử. Trước tính một chút, ta vị bằng hữu nào hung cát? Tống thư hàng hỏi, hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là sở các chủ. Nhà tiên cũng không hỏi tống thư hàng cái vị kia, bằng hữu là ai, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại trên gương, lại là từng vòng từng vòng vầng sáng sáng lên. Một lát sau, quang hoàn ngưng tụ làm một cái đơn giản phù văn. Không hung, bất cát, người vị bằng hiếu nào mặc dù sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng không có lo lắng tính mạng. Nhà tiên bình tĩnh nói, cuối cùng một quẻ. Tống thư hàng rơi vào trầm tư. Ngoại trừ sở các chủ sự bên ngoài, hắn gần nhất còn có chuyện gì cần quẻ một chút. Ta thứ muốn tìm ở đâu? Tống thư hàng hỏi. Người muốn tìm thứ gì? Chuẩn xác điểm, ta mới có thể tính ra chuẩn xác hơn đáp án nhà tiên đạo, một cái trọng yếu máy giải mã, tống thư hàng đạo trong tay hắn đã nắm giữ, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bí văn. Tiếp đó, cũng chỉ thiếu kém cái kia máy giải mã. Nhà tiên nhẹ gật đầu. Lần này hắn nghiêm túc bấm một cái pháp ấn, hai tay đặt tại cổ kính bên trên. Cái này thái độ, cùng thứ hai quẻ hoàn toàn khác biệt. Cổ kính thượng quang hoàn bốc lên, cuối cùng ngưng tụ làm hai cái phủ văn. Người thứ muốn tìm, Giấu ở một cái ngươi không nghĩ tới ộ uế chi địa. Vật kia không ở thú giới, Nha Tiên ngẩng đầu lên nói, cho nên ngươi không cần tại thú giới lãng phí thời gian, rời đi đi. Hắn một quẻ cuối cùng này, lại là tính toán hai quẻ. Một quẻ tính toán là máy giải mã vị trí chỗ ở tin tức. Một cái khác quái toán chính là vật kia có ở đó hay không thú giới. Khi tính ra đồ vật không ở thú giới phía sau Nha Tiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ô uế chi địa, không phải là cửu u đi. Tống thư hàng ám đạo. Ba quẻ kết thúc. Trình Lâm, nhà tiên thật sâu nhìn Tống thư hàng một chút, hy vọng về sau không cần gặp. Tống thư hàng, nhà tiên thu hồi quẻ kính cùng lá cờ vải, đồng dạng quay người rời đi. Đợi chút nữa, Tống thư hàng kêu lên, chỉ ít trước đêm ta đưa ra cái mộng cảnh này, chính ngươi không cách nào rời đi. Nhà tiên hiếu kỳ nói, Tống thư hàng, ta không biết làm sao rời đi a. À nhà tiên chăm chú nhìn tống thư hàng sau một lúc lâu hắn chỉ tay một cái tống thư hàng cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ thảo nguyên thế giới biến mở đi tống thư hàng thân hình dần dần biến mất nhà tiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích một lát sau vị kia ăn mặc lông trồn áo khoác người trẻ tuổi khiêng rượu của mình vạc lần nữa đi vào bên cạnh hắn hỏi gia trình lâm đến thú giới muốn làm gì sao nhà tiên lắc đầu suy tư một lát sau hắn lên tiếng nói, Trình Lâm trạng thái có chút cổ quái. Là Trang đi, lông trồn áo khoác người trẻ tuổi dứt lời, trực tiếp dơ lên lớn vạc rượu, uống từng ngụm lớn. Không, không phải Trang, nàng tựa hồ thật sự quên đi rất nhiều chuyện, nhà tiên nói, ta vừa âm thầm tính một quẻ, quẻ quả rất quỷ dị. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ, là nàng con đường trường sinh xảy ra vấn đề? Ta nghĩ đi lặng lẽ xác nhận một chút tình trạng của nàng. Nhà tiên đột nhiên nói, người trẻ tuổi liếc mắt sau đó một đoàn hận nàng muốn mạng ra hỏa liền lặng lẽ đi theo ngươi đi qua giận đỗi trình lâm yên tâm đi ta sẽ không bản thể trực tiếp đi qua đến lúc đó chỉ cần ngươi thay ta yểm hộ tốt giấu giếm được mấy cái kia lão ra hỏa không là vấn đề nhà tiền tự tin nói toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà hắc mã phân bộ tống thư hàng mở to mắt sắc trời đã sáng tỏ bất chi bất giác đã tu luyện một đêm Tiếp đó, Tống thư hàng móc ra điện thoại di động của mình, mở ra trước đưa camera. Trên điện thoại di động hiện ra chính là một cái diện mục thanh tú nam tử bộ dáng. Còn tốt, không có đổi thành Trình Lâm, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác, nếu như vị kia tướng nha quái đại sư khỏe không phải hắc quẻ, hắn muốn máy giải mã dấu ở một cái không nghĩ tới ô uế chỗ. Đến cùng lại ở thì sao? Còn có thu giới cái này kỳ hoa liên minh loài người bên trong tống đầu gỗ lại cất giấu cái gì. Suy tư, tống thư hàng đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa ra môn, hắn liền thấy tại chỗ mình ở, ngồi một mảng lớn người. hắc mã phân bộ thành viên, đem hắn nơi ở đoàn đoàn bao vây. Này lúc, bọn hắn đều ở vào trạng thái tu luyện, còn một mặt thỏa mãn hình. Tống thư hàng, xảy ra chuyện gì, vì cái gì toàn phân bộ gia hỏa đều tụ tại hắn nơi này. Trường 1229 Quy đại sư cùng nhân loại liên minh bí tịch, toàn bộ hắc mã phân bộ bên trong thành viên vô luận nam nữ già trẻ tụ tập lại chen tại chỗ ở của hắn. Mỗi cái thành viên trên mặt một bản thỏa mãn biểu lộ. Liên, thiện cũng chen trong đám người. Thậm chí ngay cả tống thư hàng hiện thân, những ngày hắc mã phân bộ thành viên đều không có cảm ứng. Bọn hắn toàn viên ở vào thỏa mãn vô cùng trong trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Đây là làm gì đâu? Tống thư hàng dở khóc dở cười hắn cũng không phải ngộ đạo thạch những người này tụ tại chỗ ở của hắn làm gì còn nữa lần này hắn lại không mang thông nương trên người cũng không có ngộ đạo thạch tống thư hàng thân hình nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào thiện bên người cho đến giờ phút này hắc mã phân bộ thành viên mới lần lượt khôi phục thanh tình a à, hắc mã phân bộ bộ trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái khác thành viên cũng một mặt vẻ kinh ngạc thiện ngẩng đầu liền nhìn thấy tống thư hàng đứng ở bên người nàng Bá tống tiền bối, thiện nháy nháy mắt, lên tiếng nói. Các người tụ tập lại tụ ở chỗ này làm gì? Tống thư hàng hỏi. Thiện nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, một mặt trầm tư. Một lát sau, nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tống thư hàng, ta cũng không biết. Tống thư hàng, ta trước đó tại gian phòng của mình đi ngủ, sau đó tựa hồ làm rất đẹp đích mộng. Thẳng đến vừa rồi, mộng đột nhiên gãy mất, sau đó ta liền tỉnh lại. Thiện tổ chức lấy ngôn ngữ, nói, sau khi tỉnh lại, ta liền thấy bá tống tiền bối người ở bên cạnh ta, còn có phân bộ các tiền bối cũng đều tại. Mộng cảnh sao, tống thư hàng xoa cầm. Chẳng lẽ là nhận lấy cái kia đem hắn đưa vào mộng cảnh lông trồn áo khoác nam tử ảnh hưởng. Lúc này, chung quanh sau khi tỉnh lại hắc mã phân bộ thành viên, nhao nhao hét lên kinh ngạc tiếng. a à, trong cơ thể ta chân khí mạnh hơn rất nhiều, chống đỡ ta mấy ngày khổ tu. Trong cơ thể ta khí huyết chi lực cũng tăng một đoạn. Ha ha, ta khiếu huyệt lại muốn mở một cái, lúc đầu coi là chỉ ít còn phải kể tới nguyệt tích lũy. Ta cũng vậy, ta Long vĩ đàn điền muốn đánh thông á. Đủ loại tiếng kêu gọi. Tống thư hàng nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, bất quá có thể nghe ra bọn hắn trong giọng nói mừng rỡ. Ba tống tiền bối, chúng ta toàn bộ phân bộ người thực lực đều tăng lên một số. Thiện ngẩng đầu lên, đối tống thư hàng đạo. Sứt lời, chính nàng cũng nhắm mắt kiểm tra trong hạ thể khiếu huyệt khí huyết chi lực. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, ta cũng giống vậy, trong cơ thể ta khí huyết chi lực cũng tăng thật nhiều. Tăng thêm tối hôm qua tại tống thư hàng bên người nhận, áp bách, phía sau tăng lên khí huyết chi lực, nàng từ gặp gỡ tống thư hàng phía sau ra tăng khí huyết chi lực liền chống đỡ được quá khứ gần nửa tháng tả hữu khổ tu. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua cái lông trồn áo khoác nam tử mộng cảnh, còn có thể tăng cường người tu vi hay sao?" Tống thư Hàng kiểm tra một chút tự thân tu vi cảnh giới. Tăng một điểm, nhưng là thuộc về bình thường tu luyện tốc độ tăng, không có phóng đại. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hắc Mã phân bộ bộ trưởng mang theo tất cả phân bộ thành viên, cùng kêu lên hướng Tống thư Hàng nói lời cảm tạ. "Tống thư Hàng." Thiện giải thích nói, "Bộ trưởng tại tạ ơn bá Tống tiền bối." hắn cho rằng tối hôm qua mọi người tu vi tăng lên khẳng định là bởi vì bá tống tiền bối ngài ban ân nàng cũng cho là như vậy dù sao tất cả mọi người gom lại bá tống tiền bối nơi ở tu luyện một đêm cảnh giới liền phi tốc tăng lên tống thư hàng chất mật xấu hổ hắc mã phân bộ bộ trưởng cảm giác mình tối hôm qua đem bá tống huyền thánh mời đến làm khách là nhân sinh chính xác nhất quyết định nói lời cảm tạ xong phân bộ thành viên dần dần tản ra mặc dù phân bộ thành viên hận không thể có thể tại bá tống huyền thánh bên người ở lâu một hồi nhưng bị bộ trưởng cưỡng ép cấm chỉ vạn nhất tất cả mọi người bao quanh bá tống tiền bối gây nên hắn phản cảm làm sao bây giờ bộ trưởng chỉ lưu hai cái hiểu chuyện thành viên cùng biết phiên dịch thiện lưu tại tống thư hàng bên người thiện có thể phiên dịch mặt khác hai cái thành viên có thể chân chạy tống thư hàng tùy ý tại hắc má bộ lạc bên trong đi dạo muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số manh mối. Công đức xà Mỹ nhân tung bay sau lưng hắn. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại xuyên thấu qua công đức chi nhãn, đánh giá bích thủy các hình ảnh. Trước mắt xem ra, sở các chủ trạng thái còn rất tốt. Hôm qua trong mộng cảnh, vị kia tượng nha quái đại sư nói sở các chủ không có nguy hiểm, nhưng Tống Thư Hàng còn có chút lo lắng. Vạn nhất vị này tượng nha quái đại sư cũng là hắc quẻ đâu tượng nha quái đại sư mặc dù phủ nhận bản thân là hắc quẻ nhưng vấn đề là vị nào hắc quẻ hội thừa nhận bản thân là tính hắc quẻ đồng quái tiên sư chiêu bài vẫn là đồng xỉ thiết nha một lời ở giữa định thiên hạ ngàn vạn quẻ 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 toán tấn ta chính là vạn quẻ tất chúng đại tiên sư đây xác định sở các chủ trạng thái không có vấn đề phía sau tống thư hàng lại cùng xích tiêu kiếm câu thông Xích tiêu kiếm hôm qua tại mất đi phiên dịch nghề nghiệp phía sau lại bị xà mỹ nhân nuốt vào trong bụng đi. Tống thư hàng truyền âm hỏi, xích tiêu kiếm tiền bối, hôm qua vì cái gì vây quanh ở ta bên trên hắc mã phân bộ thành viên, thực lực đều chiếm được tăng lên. Bởi vì bát phẩm cá voi thanh yến, xích tiêu kiếm trả lời, người lần trước ăn cá voi thanh yến, năng lượng đều ở vào nửa phong ấn trạng thái, để ngươi có thể chậm rãi hấp thu, không đến mức bị no bạo. Về sau, mỗi khi người lúc tu luyện, cá voi thánh yến phong ấn năng lượng liền sẽ mở ra, trợ giúp ngươi tu luyện. Tối hôm qua tại tu luyện trên đường, trên người ngươi lại có bộ phận, cá voi thánh yến, năng lượng tản ra, lại bị phía ngoài những hắc mã phân bộ kia thành viên hấp thu. Công pháp của bọn hắn, cùng ngươi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thậm chí cảm giác cùng công pháp của ngươi là nguyên bộ, có thể tùy tiện hấp thu ngươi khuếch tán ra năng lượng. Tống Thư Hàng, Nguyên Bộ, không phải phiên bản đơn giản hóa sao? mà lại, chỉ là cá voi thánh yến năng lượng tràn ra tới một phần nhỏ, liền có thể làm cho cả hắc mã bộ lạc thành viên thực lực tăng lên. Tống Thư Hàng cảm giác trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ta đối với các ngươi công pháp không hiểu bao nhiêu, bất quá ta cảm giác người cùng thiện nha đầu công pháp là nguyên bộ quan hệ. Người có thể vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, độ một sợi chân khí ở trên người nàng thử một chút. Xích tiêu kiếm đề nghị. Một hồi ta tìm một cơ hội thử một chút. Tống Thư Hàng đạo. Đang khi nói chuyện, nơi xa lại truyền tới một trận tiếng hoan hô. Quy đại sư tới, là quy tổng phân bộ đại sư, mọi người nhanh chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Đồ Tây đen phân bộ trưởng lớn tiếng kêu lên. Thiện tiểu cô nương chủ động vì Tống Thư Hàng phiên dịch nói, bộ trưởng vừa rồi kêu ý là quy đại sư tới, chính là chúng ta tối hôm qua liền đang chờ cái vị kia quy tổng phân bộ đại sư rốt cục đến đây. Ta có thể đi nhìn xem sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thiện tiểu cô nương nhẹ gật đầu, không có vấn đề, bá tống tiền bối là thế nhưng là chúng ta phân bộ quý khách. Sau so quy đại sư còn trọng yếu hơn quý khách đây là hôm qua phân bộ bộ trưởng nhắc nhở thiện cô nương. Vậy người tới, ta dẫn người đi cửa thôn nhìn xem. Tống thư hàng cười nói. Này lúc chân hắn thượng còn đạp trên cái kia mai rùa, cái đồ chơi này còn cần một chút thời gian mới có thể gỡ xuống. Thiện vui vẻ leo đến mai rùa bên trên. Tống thư hàng bấm một cái pháp ấn, mai rùa siêu lên, bay đến hắc mã phân bộ cửa thôn cách đó không xa, xa xa nhìn qua cửa thôn vị trí. Cùng hôm qua nghênh đón hắn như vậy. Một đầu thật dài thảm đỏ, siêu, một chút quyển ra, một mực cuốn tới ngoài thôn ba bóng người bên cạnh. Cái kia ba bóng người, một già hai trẻ. Lão giả vác trên lưng lấy một cái mai rùa, trong tay khiêng quải trượt, thực lực tại tứ phẩm cảnh giới, xem xét chính là vị kia quy đại sư. Sau lưng hắn hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, theo sát hắn tả hữu. Trên lưng của các nàng đồng dạng có một cái tiểu hào mai rùa. Xem ra, mai rùa chính là quy tổng bộ thân phận biểu tượng. Thảm đỏ vừa vặn rơi vào quy đại sư phía trước. Tiếp đó, có hoan nghênh âm nhạc vang lên. Đồng thời phân bộ bên trong, xinh đẹp tiếp khách muội tử, dự đoán xếp thành chỉnh tề hai hàng. Các nàng cao thấp tương tự, hóa thành đồng dạng trang. Tống thư hàng lại nhìn thấy có mấy vị tiếp khách muội tử, đang hướng ngược tác đặc chế bổ sung vật. Vì bảo trì thống nhất phong cách vẽ, tiếp khách muội tử cũng là rất liều. Tống Thư Hàng âm thầm cảm thán. Đột nhiên, hắn khóe mặt giật một cái. Tại tiếp khách muội tử bên cạnh, có năm sáu cái dáng người thon dài nam tính hắc mã phân bộ thành viên, đang nhanh chóng thay quần áo, vừa bên trên có thợ trang điểm đang bay nhanh cho bọn hắn trang điểm. Không hổ là tu sĩ, trang điểm tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, năm sáu giây liền hoàn thành trang điểm. Mấy vị kia hắc mã phân bộ thành viên thay xong quần áo, lại đi ngực nhét vào bổ sung vật, tiếp lấy cắm vào tiếp khách muội tử trong đội ngũ. Như thế, bọn hắn liền dung nhập vào tiếp khách muội tử phong cách vẽ bên trong. Tống Thư Hàng Hôm qua nghênh đón ta thời điểm, cũng là như vậy phải không? Tống Thư Hàng hỏi Thiện, hưng, chúng ta hắc mã phân bộ là tiểu phân bộ, đụng không ra nhiều như vậy thân cao giống nhau tiểu tỷ tỷ. Cho nên bộ trưởng liền nghĩ ra một chiêu này, có thể dùng thân cao không sai biệt lắm tiểu ca ca thay thế, chỉ cần hóa thành đồng dạng trang, phân cắm ở trong đội ngũ cũng rất khó nhận ra. Tống thư hàng ngẩng đầu, vọng thiên nửa ngày đều chen không ra một cái hồi phục từ tới. Thành thị xáo lộ sâu, ta trốn về nông thôn, nào biết nông thôn đã chỉnh đốn và cải cách, xáo lộ đồng dạng sâu như biển. Theo từng đợt tiếng hoan hô, hai đội đẹp mắt tiếp khách muội tử, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, đi vào thảm đỏ bên cạnh hoan nghênh quy tổng phân bộ đại sư, quang lâm chúng ta hắc mã phân bộ tiến hành chỉ đạo. Các nàng dùng chỉnh tề thanh âm ngọt ngào kêu. Thôn cổng, vị kia quy đại sư đưa tay mơn trớn sợi dâu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn mang theo hai vị đệ tử đạp vào thảm đỏ, tiến vào hắc mã phân bộ. Phân bộ trưởng ngay tại cửa thôn nghênh đón. Quy đại sư đi vào phân bộ trưởng bên cạnh, hai người ôm nhiệt tình, nắm tay ta chuyến này hết thảy đi rồi 16 cái phân bộ, là thuộc các người hắc mã phân bộ tiếp khách thuật, làm nhất chính. Lần này trở về, ta nhất định hướng tổng bộ đề nghị, năm tới gia tăng hắc mã phân bộ tài nguyên. Quy đại sư cười ha hả nói, tiếp khách thuật, chính là toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, liên minh trong bí tịch một hạng. Tiếp khách thuật tiêu chuẩn có cao hay không, liền có thể nhìn ra cái phân bộ này đối khách nhân có phải hay không coi trọng. Quy đại sư hiển nhiên rất hài lòng. Ngài hài lòng chính là ta vinh hạnh. Phân bộ trưởng cười ha ha nói. Có quy đại sư câu nói này, năm tới bọn hắn hắc mã phân bộ liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Không uổng công hắn đau khổ dạy dỗ phân bộ tiếp khách thuật. Quy đại sư, thời gian còn sớm, muốn hay không trước tiên ở chúng ta hắc mã phân bộ dùng cơm. Phân bộ trưởng hỏi. Quy đại sư khoát tay áo, đẹp như thế tiếp khách thuật với ta mà nói đã thắng qua bất luận cái gì mỹ thực, chúng ta không lãng phí thời gian, đem phân bộ thành viên tụ tập lại đi. Ta hướng mọi người truyền liên minh bí tịch. chương 1230, phong cách vẽ tốt chính bí tịch rất không thích ứng. Quả nhiên, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, trong liên minh, cũng có bí tịch. Chỉ là không biết là, nhân loại tại thú giới hương ngạnh sống sót 200 cái bản sự. Hoặc là cái khác. Từ vừa rồi quy đại sư cùng phân bộ trưởng trao đổi, tiếp khách thuật, đến phỏng đoán, lại tròng lên tống đầu gỗ tính cách, bí tịch này khẳng định cũng chính kinh không nổi. Ta cần né tránh sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía thiện tiểu cô nương, hỏi. Dù sao cũng là người ta muốn truyền thụ, bí tịch, hắn ít nhất phải bày ra né tránh thái độ. Hắn nếu thật muốn nhìn bí tịch này, chỉ cần lưu lại công đức xà mỹ nhân, công đức chi nhãn, liền có thể lặng lẽ nhìn lén bí tịch truyền thụ quá trình nhưng là nhìn lén nhà khác truyền thụ liên minh bí tịch là rất không chính cống hành vi cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối tại hắn mới vào tu hành lúc liền nhắc nhở qua hắn học trộm công pháp và tư truyền công pháp đều là tu chân giới tối kỵ nếu không ta suy tính một chút gia nhập chủ người này loại liên minh tống thư hàng trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy nếu như hắn muốn gia nhập liên minh loài người hắc mã phân bộ bộ trưởng khẳng định là giơ hai tay hai chân đồng ý đến lúc đó học bí tịch cũng không thành vấn đề. Đây là thuận tiện nhất cũng là thích hợp nhất phương pháp. Chính là liên minh danh xương kỳ hoa chút. Bá tống tiền bối, ngài không cần né tránh, quy đại sư sau đó phải giảng bí tịch không phải công pháp. Còn nữa, chúng ta, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, tôn chỉ chính là đem thú giới nhân loại đều đoàn tụ, đem bí tịch phát xương quang đại, chỉ cần là nhân loại, liền đều có thể lắng nghe bí tịch. Thiện tiểu cô nương trả lời liên minh loài người tôn chỉ cùng kỳ hoa yêu quái liên minh cũng có chỗ khác nhau bất quá quy đại sư đang nói liên minh bí tịch phía sau thời gian có thừa lời nói sẽ còn giảng giải liên minh chúng ta chuyên môn công pháp đến lúc đó bá tống tiền bối lại về tránh là đủ thiện tiểu cô nương tiếp tục nói tống thư hàng nhẹ gật đầu không có vấn đề quy đại sư cõng to lớn mai rùa bỏ tới hắc mã phân bộ trường đã sớm chuẩn bị xong trên đài cao Cùng yêu quái liên minh, đồng dạng, liên minh loài người bí tịch đồng dạng là một bản thật dày cổ tịch. Nếu có cơ hội, tốt nhất đi đón sờ một chút quyển cổ tịch này. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó, hắn liền có thể sử dụng, xem xét bí pháp, xem xét một chút cổ tịch. Nếu như không có cơ hội, cũng chỉ có đem cổ tịch nội dung toàn bộ ghi lại, đến lúc đó viết tay đi ra, tái sử dụng xem xét bí pháp xem xét thử một chút. Khục, quy đại sư nhẹ nhàng tăng hắng một cái hắn hai vị đệ tử kéo một mảnh vải trắng, sau đó dùng pháp thuật đem quy đại sư sách cổ ở trong tay hình chiếu đến vải trắng bên trên. Cổ tịch thượng văn tự là dùng thú giới ngôn ngữ ghi chép, tống thư hàng xem không hiểu. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đem chọn cái hình ảnh ký ức xuống tới. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà là lịch sử đã lâu tổ chức, từ viễn cổ thời đại liền tồn tại, tôn chỉ của chúng ta là đem nhân loại đoàn tụ, làm cho nhân loại tại thú giới qua càng tốt hơn. Quy đại sư trầm giọng nói. Thiện đứng ở tống thư hàng bên người, nhỏ giọng vì hắn phiên dịch quy đại sư. Liên minh chúng ta có một quyển bí tịch, hoặc là nói là tiền nhân tích lũy lại tới kinh nghiệm, kỳ danh là nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái rượu chiêu. Mặc dù nói hắn là bí tịch, nhưng chúng ta tâm nguyện là tất cả tại thú giới sinh tồn nhân loại đều có thể nghe được hắn, cũng học được hắn. Dạng này có thể khiến nhân loại ta tại thú giới sinh hoạt càng tốt hơn. Quy đại sư thanh âm không chút hoang mang. Thiện tiểu cô nương tiếp tục nhẹ giọng phiên dịch. Tống thư hàng nghe được cái này bí tịch tên phía sau khóe miệng có chút co lại tới, quả nhiên là tống đầu gỗ phong cách danh tự. Sau đó không có, nhân loại nịnh nọt nữ yêu chủ nhân các loại phương pháp A. À, thứ nhất diệu chiêu, kỳ danh là Ngoại giao Tổng Cương, trong đó bao hàm, tiếp khách thuật, khẩu tài biện thuật, thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp, chờ nội dung, ở chỗ này từ lão phu vì mọi người từng cái giảng giải. Quy đại sư bình ổn đạo, tống thư hàng nghe thiện tiểu cô nương phiên dịch, nháy nháy mắt. Cái này phong cách vẽ không đúng, này nhân loại bí tịch phong cách vẽ tốt bình thường. Bất kể là tiếp khách thuật, khẩu tài biện thuật, thiết lập quan hệ ngoại giao pháp, đều là có bài bản hẳn hoi sinh tồn pháp môn, có thể khiến nhân loại ta liên minh tại thú giới tốt hơn sinh tồn được, không có chút nào đùa bước. Tống thư hàng trong lòng vậy mà phun lên một loại cảm giác mất mát không đùa ép bí tịch còn là một tốt bí tịch sao? Thứ nhất túc diệu chiêu, ngoại giao tổng cương, sau khi nói xong, quy đại sư lại bắt đầu giảng thuật thứ hai diệu chiêu, hữu nghị chi vũ, trong đó bao quát hơn 10 loại nhiều loại vũ đạo. Có nhiệt tình không bị cản trở, có ôn hòa vui mắt, có lực bảo tuổi trẻ, có đoàn thể múa, cũng có múa đơn. Nghệ thuật không có biên giới, vũ đạo không phân chủng tộc. Cho dù là ngôn ngữ không thông, chủng tộc khác biệt, nhưng có đôi khi nương tựa theo một chim múa, liền có thể thành lập hữu nghị. Tại giảng giải vũ đạo thời điểm, quy đại sư hai vị đệ tử sẽ còn tự mình cho phía dưới phân bộ thành viên biểu thị vũ đạo động tác. Vẫn như cũ là trung quy trung củ diệu chiêu pháp. Phong cách vẽ bình thường đến để tống thư hàng hoài nghi nhân sinh. Này nhân loại liên minh bí tịch, hẳn là không phải tống đầu gỗ thành lập. Mà là cái nào đó đi qua hiện thế, tiếp xúc qua toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà đại năng bắt trước yêu quái liên minh, trở lại thú giới tạo dựng. Những này hữu nghị chi vũ bên trong, còn ẩn chứa tổ tiên tâm ý. Trong đó có ba điệu nhảy, ta muốn trọng điểm vòng đi ra. Đi qua lão phu những năm này nghiên cứu, cái này ba chi đoàn thể múa đang khiêu vũ nhân số đạt tới 30 người lúc, cùng một chỗ nhảy lên liền sẽ cấu thành một cái tụ linh trận pháp, khiêu vũ quá trình bên trong chính là tu luyện, đối nhất phẩm cảnh giới tu sĩ tới nói hiệu quả không tệ. Quy đại sư đạo, giảng xong hữu nghị chi vũ, quy đại sư uống một hớp thấm giọng nói. Sau đó, hắn lại bắt đầu giảng giải các loại rượu chiêu. Có, lựa chọn thành lập phân bộ căn cứ rượu chiêu, trong đó bao quát xem phong thủy, đo địa mạch, tụ linh lực chờ một chút kiến trúc thủ đoạn. Còn có, nghề nghiệp rượu chiêu, trong đó bao quát thuần dưỡng linh thú, gieo trồng linh thực, chờ rượu pháp. Hơn 200 cái rượu chiêu, mỗi cái rượu chiêu dưới, cũng còn sẽ có một số chi nhánh. Quy đại sư giảng giải suốt cả ngày, cứ như vậy, từ mặt trời mọc giảng đến mặt trời lặn, lại giảng đến năm vòng minh nguyệt lên không. Một ngày, cứ như vậy đi qua. Quy đại sư là tứ phẩm tu sĩ, hoàn toàn chống đỡ được. Thiện tiểu cô nương phiên dịch miệng đắng lưỡi khô, cuống họng đều có chút khàn khàn. Nàng phiên dịch trên đường, tống thư hàng cho nàng phục dụng một cái tô thìa thập lục chế tác tích cốc đan, một cái khí huyết hoàn, lại cho nàng ngâm một bình linh mạch bích trà. Như thế, nàng mới kiên trì đến quy đại sư giảng xong bí tịch. Tiểu Thiện đạo hữu, khổ cực, Tống thư hàng mỉm cười nói, "Thiện, không khổ cực, ta chỉ là phiên dịch một chút mà thôi. Mà lại, ta còn đã kiếm được." Khí huyết hoàn, linh mạch bích trà, đối với mới nhất phẩm cảnh giới tiểu thiện tới nói, đều là đại bổ chi vật. Để cho nàng thể nội khí huyết chi lực lại tăng lên một đoạn. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác chỉ cần đứng ở bá Tống tiền bối bên người, tiền bối trên người liền tự nhiên mà vậy tản ra ôn hòa năng lượng. Cỗ năng lượng này chủ động dung nhập thân thể của nàng, để cho nàng thể nội khí huyết chi lực không ngừng dâng lên. Mặc dù tăng rất chậm, nhưng một ngày này xuống tới, cũng kém không nhiều có nàng tu luyện hai ba lần, công pháp luyện thể, hiệu quả. Có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi thăm lão phu. Tiếp xuống có một giờ đặt câu hỏi thời gian, quy đại sư giảng giải xong bí tịch phía sau ngồi xuống nghỉ ngơi cái ghế của hắn là đặc chế, có thể kẹp lại trên lưng hắn mai rùa. Hắc mã phân bộ thành viên từng cái bắt đầu nhấc tay, đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Quy đại sư tỉ mỉ vì mọi người giảng giải. Tống thư hàng nhắm mắt, đem chọn bộ nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái rượu chiêu trong đầu nhớ lại một lần, làm sâu sắc ký ức. Chờ có thời gian, hắn cần đem bộ này bí tịch tu luyện một chút. Có lẽ cũng có thể giống yêu tinh trong liên minh bí tịch đồng dạng, từ đó đạt được tống đầu gỗ ẩn tàng mật văn. Sau một tiếng, Quy Đại Sư khép lại bí tịch bảo điển. Tiếp đó, khoảng cách hừng đông còn có hai canh giờ thời gian. Thời gian còn có còn thừa, Lão Phu liền hướng mọi người giảng giải một chút chúng ta tu luyện thần thú diệt thế đại pháp. Cái này về giảng giải thần thú diệt thế đại pháp tầng thứ hai. Thực lực vẫn còn nhất phẩm cảnh giới thành viên, tạm thời tránh một chút. Quy Đại Sư chậm rãi nói. Tại là, trong hội trường những cái kia thực lực tại nhị phẩm trở xuống phân bộ thành viên bắt đầu rút lui. Ba tống tiền bối, chúng ta cũng trở về tránh đi. Thiện có chút thất lạc đạo. Tống thư hàng nhìn nàng một chút, cười nói, đi thôi. Mặc dù còn muốn lưu lại nghe một chút bộ này thần thú diệt thế đại pháp đến cùng là thế nào, bất quá học trộm bí pháp loại chuyện này là tối kỵ. Nếu quả như thật cần thần thú diệt thế đại pháp, đến lúc đó liền cân nhắc gia nhập liên minh loài người hắn ngự lên mai rùa, mang theo tiểu thiện rời đi. Tại hắn ngự xác cất cánh đồng thời, quỷ đại sư bắt đầu giảng giải thần công, tại giảng giải trước, đại sư nói một câu mở màn. Tiểu thiện theo thói quen bắt đầu phiên dịch, nàng phiên dịch cả ngày, đều nhanh trở thành bản năng. Quỷ đại sư nói, đi qua hắn nghiên cứu, thần công của chúng ta có thể cùng linh thú tiến hành phối hợp. Nhưng cụ thể thượng làm sao phối hợp, hắn còn không có nghiên cứu ra được. Ách, thiện tiểu cô nương che miệng của mình đừng sợ, câu nói này không liên quan đến công pháp nội dung cụ thể, không tính là tiết lộ công pháp, người không cần lo lắng. Tiếp xuống chú ý là được, Tống Thư Hàng cười nói. Ừm ân, thiện cô nương liều mạng gật đầu. Thần công có thể cùng linh thú tiến hành phối hợp. Cái này không phải liền là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tác dụng nha. Cụ thể tới nói, đây là Tống Thư Hàng trong tay quyển kia bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư ghi lại nội dung. Tam thập tam thú thần tông đệ tử, tại tu luyện tiên thiên nhất khí công thời điểm, cần dựa vào nuốt linh thú tinh tới tu luyện. Mà nuốt linh thú tinh quá trình bên trong, linh thú tinh bên trong quá cường đại linh lực sẽ để cho tam thập tam thú thần tông đệ tử chân khí quá no bụng trướng, còn có bạo thể nguy cơ. Tống Thư Hàng đã từng liền thâm thụ này khổ, bị bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có tu luyện công pháp tôi luyện thân thể, tăng lên bản thân nhục thân cường độ. Mà tam thập tam thú thần tông đường giải quyết, chính là thuần dưỡng linh thú đem linh thú tinh bên trong linh lực độ đến linh thú trên người, tại linh thú thể nội tuần hoàn về sau, đạt được tinh luyện, sau đó trở về trong cơ thể mình. Chẳng khác gì là có được một cái yếu hóa bài linh quỷ hách. Hắc mã phân bộ loại công pháp này cũng có thể có được tương tự công hiệu. Tống thư hàng xoa cầm, nhìn qua bên người thiện cô nương. Nếu không, ấn xích tiêu kiếm đề nghị, đem chân khí độ đến trong cơ thể nàng thí nghiệm một chút. Đương nhiên, thí nghiệm, trước hết đạt được đồng ý của nàng. Tống Thư Hàng ho một tiếng, đối thiện, nói tiểu thiện đạo hiếu, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 90.